những Amen. cái con người Amen. mà nói sống theo lời của Chúa Trời. Con cầu đặc biệt cho gia đình của anh Sơn và anh Linh. Amen. Cảm ơn Ở Chúa. trong danh Chúa Jesus, con công bố rằng mọi cái vũ khí nào mà chế ra nghịch cùng gia đình này bị bẻ gãy giờ phút này, và Amen. tiếp Cảm tục ơn vững Chúa. Anh vàng chị bước đi ở trong ngày sắp tới. Cuộc đời của họ, hôn nhân của họ sẽ là bài ca tiếng hát, sẽ là cái bằng chứng về tình yêu của Đức Chúa Trời ở giữa thế giới này. Con cầu xin Amen. Ngài chúc phước để anh chị trong ngày sắp tới thỏa nguyện trong lời công bố rằng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Amen. Dầu Cảm con ơn cái Chúa. của mình đang mệt mỏi hoặc là xa lánh hội thánh, nhưng mà chúng con lấy đức tin mà cầu nguyện. Chúng con đem cái người con này đến trước mặt Chúa, và chúng con công bố rằng Chúa sẽ làm cho mới lại, làm cho mạnh và sống lại ở trong sự thờ phượng, trong sự tìm kiếm Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Chúa Giêsu Giêsu Christ. Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Cảm ơn lời cầu nguyện của mục sư Đạm dành cho gia đình của anh Sơn với Mai Trinh ha. Rồi chúc anh Sơn đi làm bình an, một ngày phước hạnh trong công việc. Cảm ơn sư. Dạ. Dạ, tất cả mọi người. Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn lời cầu nguyện của mục sư Đạm. Bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình, chúng ta thấy cái hình này đẹp không? Rất đẹp phải không? Dạ. Thì đây là một tấm hình mà mình nhìn vô mình thấy sức sống đầu năm của chúng ta. Thì ngày hôm qua Chúa có cho chúng ta tiếp đón mục sư Bùi Quốc Đạm, và qua sự kết nối của mục sư Lê Vi. Trong cái hình này nó có một cái điều đặc biệt á, là có gia đình mục sư Lê Vi, hai vợ chồng, rồi có mục sư Đạm nữa, và đến thăm hội thánh nhân dịp đầu năm đó. Rồi thì nhân dịp sinh nhật của anh Ron thì chúng ta có đi ăn mừng sinh nhật của anh, cái nhà hàng gần hội thánh. Rất là vui quý vị. Để chúng ta chụp cái hình này thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho sự đoàn kết của hội thánh, giống như là một cái hình đại diện gì đó. Thím Nghĩa có đồng ý không? Thím Nghĩa có mừng không? Lời cầu nguyện của Thím Nghĩa, của Phục Hưng, đại diện Phục Hưng thì giờ Chúa đã và đang làm rồi, thì sẽ mời Thím Nghĩa trước hết là sẽ cầu nguyện cho cảm tạ Chúa về sự thờ phượng ngày hôm qua, sứ điệp ngày hôm qua, khích lệ hội thánh của Chúa rất là nhiều, và chúng ta có một cái buổi thông công đông đủ như vậy, thiếu một vài người nữa quý vị, nhưng mà Chúa cho chúng ta là khá đầy đủ để mà chúng ta có một cái sự nhóm lại. Chúa sức giàu cho sự thờ phượng Chúa ngày hôm qua, rồi Chúa cho chúng ta gặp tôi tới Chúa, rồi gặp mục sư Lê Vi để cùng chung ở trong cái buổi thông công sau giờ nhóm, thật là khó quên ha quý vị ha. Và nhân cớ này chúng ta cầu nguyện cho các hội thánh ở Arizona trong sự hiệp một lại của năm mới. Năm ngoái chúng ta cũng cầu nguyện và thấy Chúa bắt đầu làm một vài điều rồi, thấy ba hội thánh nhóm lại dịp cuối năm để cùng dự bồi linh rồi đó. Thì bây giờ thì chúng ta bốn hội thánh luôn, và có Greenfield nữa, thì chúng ta còn lại 8 hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho năm nay bằng bởi sự cho phép của Chúa thì chúng ta sẽ được cơ hội để nhóm lại, và cái hình này nó dự báo cho chúng ta về cái chiều hướng đó. Chúa sẽ mở ra một con đường, Ngài sẽ khiến cho sông chảy ra trên đỉnh núi chọi và suối trào ra giữa chúng, một con đường trong đồng vắng sẽ được vạch ra. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ Thím Nghĩa, sau khi chúng ta có một phút, chúng ta cầu nguyện bằng mọi cách của chúng ta, bằng đủ thứ tiếng, mới tiếng Anh, tiếng Việt, tất cả mọi điều chúng ta thờ phượng Chúa, rồi chúng ta tự do. Sau rồi đó chúng ta sẽ hiệp lại với Thím Nghĩa trong sự cầu nguyện tạ ơn Chúa cho buổi nhóm, và tạ ơn Chúa cho sự hiệp một của hai hội thánh rồi, và còn lại nhiều hội thánh, 10 hội thánh và 8 hội thánh nữa. Thì chúng ta xin Chúa cho có một cái sự nhóm chung lại, cầu nguyện cho những tôi tớ Chúa, những người đã hướng dẫn hội thánh, ban chấp hành, ban điều hành hội thánh, và cho dân sự của Chúa sẽ đến với nhau trong năm mới này không có gì cản trở, không chỉ đến với nhau mà cùng nhau hầu việc Chúa luôn, cùng nhau đi truyền giáo, cùng nhau làm chứng, cùng nhau hỗ trợ cho nhau nữa quý vị. Bởi vì tôi thường kể cho quý vị có một người lãnh đạo ở trong các lãnh đạo ở Arizona, thì khi mời ông dự nhóm chung thì ông từ chối. Tôi bị từ chối một năm trước, thì quý vị biết câu chuyện đó rồi. Thì chúng ta cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa như thế thì sẽ có tấm lòng cùng đồng lòng với chúng ta trong những ngày tới đây, để không có gì phân cách nữa quý vị. Chúa chữa lành cho các mối quan hệ này, và Chúa đưa tất cả tới cùng với nhau để thờ phượng Chúa chung, hầu việc Chúa chung nha quý vị. Bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện, và sau đó sẽ mời Thím Nghĩa. Thím Nghĩa sẵn sàng không ạ? Amen.
Dạ chắc Dạ, tiếng. amen mục Dạ sư. rồi, dạ rồi, dạ bây giờ chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chúng con Hallelujah, cảm ơn Chúa và khen Chúa vì chúng con có được buổi sáng phước lành trong Chúa, và chúng con giờ này đến tới ngày để cầu nguyện cho sự hiệp một của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa Giêsu của chúng con, và khen Chúa, chúng con đã cho chúng con cơ hội trong những ngày qua. Chúng con gửi khen Chúa vì ngày cuối năm vừa rồi Chúa cho bốn Hội Thánh cùng hiệp lại và dân sự của Chúa, những bàn chiến nhỏ đến với nhau cùng thông công khoảng 150 người trong dịp 2 tuần trước, chủ nhật tuần trước. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho chúng con và ở cùng chúng con ở trong những ngày tới đây. Con cầu nguyện cho sự hiệp một của 12 hội thánh. Con cảm ơn Chúa vì cái hình ảnh ở trên màn hình của chúng con dự báo cho chúng con về một năm mới đến. Hội thánh của Chúa, Chúa ơi, là một bày chiên đông đảo, một đoàn dân đông đảo sẽ đến với nhau để hầu việc Chúa cùng nhau. Cảm ơn Chúa, xin Chúa thăm viếng chúng con, ban ơn cho chúng con, sức dầu cho chúng con. Chúa ơi, Ngài cất đi những hàng rào cản trở, những hàng rào, những hệ phái, những cản trở con cái của Chúa cùng đến với nhau, đầy tớ của Chúa cùng hầu việc Chúa với nhau. Chúa ơi, tất cả những cản trở đó không còn nữa, xin Chúa cất qua một bên những hàng rào đó. Vâng, những khó khăn, những nan đề xảy ra cho chúng con để làm cho chúng con mạnh hơn, để làm cho chúng con nhờ cậy Chúa hơn. Nhưng những rắc rối, những hàng rào này cần phải được gỡ bỏ để chúng con mau đến hiệp một ở dưới chân của Chúa mà phục vụ Ngài. Chúa ơi, những thành kiến, những đố kỵ không còn nữa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Sáng nay chúng con cùng đến với Chúa và cầu nguyện hơn Chúa về hội thánh. Chúa cho chúng con được cơ hội để tiếp đón Chúa trên đời. Và lời của Chúa đã được rao ra ngày hôm qua, chúng con đầy sự vui mừng, đầy sự phước hạnh, chúng con đầy sự an ủi và khích lệ là dù bao. Cha ơi, xin Chúa Ngài thăm viếng chúng con, ban ơn cho chúng con và làm cho chúng con được mạnh mẽ. Chúa ơi, trong những ngày tới đây con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài sức dầu cho. Ôi Chúa ơi, ban ơn cho dân sự của Chúa ở trong năm mới này tiếp tục là một đoàn dân đông đảo, chúng con cùng phục vụ. Chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài cất đi những thành kiến, những đố kỵ, những cản trở chúng con. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện cho những con chiên, con cái của Chúa còn xa bầy. Chúa ơi, xin con ban ơn để chúng con được đến, con được ơn tiếp cận với họ và chúng con đem họ trở lại với Chúa trong sự thờ phượng. Vâng, sáng hôm nay gia đình của anh Sơn Trinh đã cầu nguyện để con trai của mình trung tín và yêu mến Chúa và trở lại với Hội Thánh. Con cầu nguyện cho những đứa con của chúng con, những đứa con mà lâu ngày không đến nhóm, chưa có tấm lòng yêu mến Chúa, chưa có tấm lòng thờ phượng Chúa. Chúa ơi, năm nay Ngài thay đổi mới ở trong dân sự của Chúa và những người trẻ ở trong Hội Thánh nữa. Con cảm ơn Chúa, chúng con kết tập đến cùng gần ngày hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa thay đổi tấm lòng các cháu, ban cho các cháu khải tượng, ban cho các cháu sự hanh thông, sự tìm kiếm Chúa, lòng khao khát tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Ngài, con ngợi khen Chúa Trời chúng con. Ôi, chúng con cũng cho các Hội Thánh, Chúa ơi, Ngài ban ơn cho các ban điều hành Hội Thánh, ban chấp hành Hội Thánh. Chúa ban ơn cho họ có lòng hiệp một với mục sư lãnh đạo. Con cầu cho 12 lãnh đạo Hội Thánh ở tại Arizona. Chúa ơi, con cầu xin Chúa đưa các ông đến với nhau không cứ cách nào. Chúa ơi, chúng con không biết bằng đường cách nào mà Đức Chúa Trời chúng con sẽ làm thành điều đó, để chúng con giao phó trong tay của Chúa những vị lãnh đạo này. Mình xin Đức Chúa Trời Ngài tiếp tục thăm viếng và thay đổi lòng của các ông. Con cảm ơn Chúa. Ôi Chúa ơi, con ước ao bài chiên của Chúa đến với nhau, giao thông với nhau. Ôi Chúa ơi, chúng ta sẽ không lạc ở trong những bầy khác, nhưng ở trong cái bầy mà Đức Chúa Trời đặt để mà Đức Chúa Trời sức dầu cho người chăn bầy đó để được ơn chăn bầy chiên của Ngài. Và không chỉ thế mà còn cho các chiên của Chúa giao thông, khích lệ nhau, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, cứu trợ, trợ giúp, cùng hợp tác, sáng tay áo, lo công việc Chúa chung nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện cho cất đi, Ngài cất đi những tinh thần cục bộ, những tinh thần ích kỷ. Ôi Chúa ơi, là cản trở công việc của Chúa. Chúng con cầu nguyện Chúa cất ra cái đầy tớ của Chúa và đem những sự của Ngài đến hiệp một các đầy tớ của Chúa, tất cả các ông làm như là dầu chảy ra trên đầu của ông, trên râu tóc của ông, xuống áo ông, trên thân thể ông và trên trong trong áo của người. Chúng con cầu nguyện Chúa cho dầu đó sẽ tuôn chảy tuôn tràn ở trên dân sự của Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện sự sức dầu đó bắt đầu khởi nguồn từ những người lãnh đạo yêu thương, những người lãnh đạo hiệp một. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vâng, chúng con nhìn cái hình này, con được khích lệ nhiều. Chúa ơi, vì Đức Chúa Trời Ngài công bố sức dầu cho chúng con ở cùng Hội Thánh của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho Hội Thánh của Chúa để bài chiến của Ngài tiếp tục mạnh mẽ. Ôi, cũng Ngài cũng loại khỏi những con trồn ra khỏi vườn nho, ra khỏi vườn nho. Cảm ơn Chúa, Ngài bắt những con trồn đó, không chỉ vườn nho của Hội Thánh Chúa tại Glendale, thành phố Glendale, mà vườn 12 vườn nho, tất cả các vườn nho, Chúa ơi, những con trồn đó bị bắt
khỏi vườn nho, nhưng cứ quăng xa nó ra khỏi hội thánh của Chúa, quăng ra xa khỏi hội vườn nho. Chúa cho bày chiến của Chúa, những cây nho bắt đầu sánh trái nho. Chúa ơi, xin cho những trái nho thật sự ngọt ngào. Chúa ơi, Ngài khi Ngài hái trái thì Ngài thấy những cái chùm nho, Ngài thấy những cây nho đầy kết quả và Ngài vui mừng, nhưng Ngài không thạnh nộ khi thấy nó không kết quả, Ngài không buồn khi thấy cây vả không có trái. Chúa ơi, nhưng Ngài vui vì Ngài thấy cây vả bắt đầu sánh trái, sánh nở lọc và sánh và nở hoa. Chúa ơi, có cầu nguyện cho cây vả, có cầu nguyện cho hội thánh của Chúa như cây nho, như cây vả đó. Xin Chúa cho kết quả cho Chúa trong năm mới này. Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của Hiếm Nghĩa sáng hôm nay và tất cả dân sự của Chúa bằng mọi cách. Có những người anh chị em chúng con đang lái xe cũng vào vọng canh, những người đang nấu ăn chuẩn bị cũng vào vọng canh. Một ngày mới của họ là những ngày bận rộn, sự buổi bận rộn, nhưng cũng yêu mến Chúa để vào. Con cũng cầu nguyện cho tinh thần cầu nguyện này không chỉ một vài người trong hội thánh mà là cả hội thánh. Chúa ơi, thật vui mừng khi nào khi thấy được cả hội thánh cùng hiệp một kêu cầu vang trời, vang cho thành phố đó. Chúa ơi, chúng con kêu cầu Chúa thì Ngài khiến cho kẻ thù nghịch chúng con phải thối lại đằng sau. Hôm nay chúng con cầu nguyện cho kẻ thù nghịch chúng con phải thối lại đằng sau. Chúa ơi, chúng nó phải rút lui, chúng nó phải hạ cờ và đầu hàng, phải lui, phải xa, phải biến mất. Chúa ơi, phải Đức Chúa Trời chúng con sức dầu cho chúng con, ban ơn cho chúng con, tạ ơn Chúa chúng con. Chúng ta cùng hiệp một với Thiên Nghĩa giờ này để cầu nguyện, tạ ơn Chúa về sự nhóm lại ngày hôm qua. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh trong sự hiệp một trong những ngày tới. Amen. Xin mời Chính Nghĩa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Cha từ ái, là Chúa yêu thương, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, đấng mà chúng con tôn kính, thờ phượng và hầu việc Ngài. Đấng rất nhân từ thương xót chúng con, gìn giữ quan phòng chúng con, an ủi chúng con, khích lệ chúng con, đấng yêu thương chúng con. Hallelujah, con lớn tiếng cảm tạ Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con. Con giờ này con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và xin Chúa Ngài thăm viếng phòng cầu nguyện của chúng con như cũng như thăm viếng tất cả anh chị em chúng con. Amen. Ở trong cái tấm hình này, nguyện Chúa Ngài thăm viếng mỗi một người chúng con và ban cho chúng con có sức mới, sức sống mới từ Chúa ban cho trong năm mới này. Amen. Nguyện Chúa Ngài cũng sử dụng tất cả ông bà anh chị em chúng con trong những ngày sắp tới. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa thật nhiều, cảm tạ Chúa đưa mục sư Văn Đông, mục sư Cô Hiền, mục sư Lê Vi, cũng như giờ này Chúa cũng đưa mục sư Đạm đến đây để cho chúng con có cơ hội để nghe lời của Chúa. Cảm tạ Chúa, ngày qua Chúa ban cho chúng con một ngày thật là phước hạnh và bình an. Chúa sắm sẵn cho chúng con linh lương đầy đủ, một món ngon từ Chúa ban cho mục sư Đạm đã nấu một món rất là ngon cho tinh thần chúng con hưởng. Và có ông Mỹ cũng đãi cho chúng con một ngày birthday của ông cũng Chúa thật là hoành tráng. Cảm tạ Chúa, đầu năm Chúa ban cho hội thánh vườn nho được một cơn mưa thật là phước hạnh và một sự sống, sức sống mới. Cảm tạ Chúa đưa cho chúng con, cứu chúng con từ tội nô trở qua thành làm con dân của Chúa để hầu việc Ngài. Giờ này xin Chúa cũng thăm viếng và sử dụng tất cả ông bà anh chị em chúng con, từ những người lớn tuổi cho tới những người trẻ tuổi như bé, như bà nội Hallelujah, cũng như là bé VIP, cho đến mọi người ở trong cái tấm hình này. Con chúc phước cho Amen. Mọi người, cảm ơn chính Chúa. Mình con nguyện Chúa sử dụng chúng con, tận đại dụng chúng con, tận dụng chúng Chúa con trong công việc nhà của Chúa, cho chúng con được ơn, được phước. Và xin Thánh Linh Ngài sai Thiên Sứ Ngài gìn giữ chúng con, dẫn dắt chúng con đi theo được trong đường lối của Ngài, cho chúng con được phục vụ Ngài từ nay và hậu tử chúng con nữa. Chúa ơi, cho chúng con hầu việc Ngài, cả nhà Amen. Chúng con phụng sự Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Amen. Con cảm ơn Chúa thật nhiều, con cảm tạ Chúa đầu năm ban cho chúng con một ngày thật là phước hạnh, và xin tiếp tục những nhân vật này có cơ hội để đến cùng nhau hiệp nguyện. Amen. Trong những ngày sắp tới, thờ phượng trong những ngày sắp tới, con cũng
Chúc phước cho tấm hình này cũng như chúc phước cho hội thánh vườn nho. Nguyện Chúa Ngài sẽ mở rộng và nhân lên gấp bội trong những ngày tháng tới, cho hội thánh vườn nho nở ra thật là đông, gấp đôi, gấp ba trong tấm hình này. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa cũng sử dụng và tiếp tục cho phòng Zoom của chúng con cũng được nở ra như vậy nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Con cũng cầu nguyện Chúa Ngài thăm viếng Arizona. 12 hội thánh ở Arizona có cơ hội hiệp nguyện lại cùng nhau, lãnh đạo các lãnh đạo Arizona cũng có cơ hội để thấy sự ban cho của Ngài trong chương trình này, thì cũng mau mau để bước ra khỏi tổn thương. Phải chưa? Cầu nguyện Chúa Ngài cho các ông, các lãnh đạo của 12 hội thánh này ra khỏi tổn thương, ra khỏi tù tội tổn thương, những thành kiến, định kiến cũ, xin Chúa cũng quỷ phá hết, bẻ gãy hết các xích xiềng, bẻ gãy hết những điều chia rẽ này ra, để cho các lãnh đạo có cơ hội để hiệp nguyện lại cùng nhau, để mà thờ phượng Chúa chung, cũng như tâm tình cầu nguyện và cầu nguyện cho gia đình, cho dân tộc, cho hội thánh, cho từng mỗi một thế giới loài người chúng con, khắp nước, khắp nơi. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con cũng cầu nguyện Chúa Ngài ban phước cho mục sư Văn Đông, mục sư Đạm, cũng như mục sư Lê Vi trong tấm hình này có cơ hội đã ba giờ lãnh đạo của khắp nơi, từ Việt Nam đến Hoa Kỳ, thì xin Chúa cũng mở rộng thêm nữa Chúa ơi, cho hội thánh được phục hưng, được thêm năng lực mới, những chương trình mới nữa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin sự bình an và phước hạnh Ngài đổ xuống Arizona như ngày hôm qua, và tiếp tục nở ra nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cũng cầu nguyện Chúa Ngài thăm viếng và ban phước cho chương trình của VCA trong những ngày sắp tới. Xin Chúa cũng ở cùng chúng con và gìn giữ chúng con, ban cho chúng con đường đi đường về được bình an, và mỗi người để có cơ hội vô Zoom cũng như đến VCA để thờ phượng Chúa chung, và cũng cơ hội để kết nối cùng nhau tay bắt mặt mừng anh em chúng con. Xin Chúa ban cho Thánh Linh Ngài gìn giữ và ban cho chúng con mỗi người đều nức lòng để mà đến đó để thờ phượng Chúa, cũng như để gặp nhau, nhất là Arizona có cũng rất là nhiều hội thánh đến để chung cùng thờ phượng và học hỏi lời Chúa. Xin Thánh Linh Ngài đổ thần Ngài xuống cho bùng nổ nóng cháy, để chúng con có cơ hội nhận thêm lửa mới để đem về địa phương mà đốt lên ngọn lửa Thánh Linh Ngài cháy sáng rực rỡ trong hội thánh chúng con, để cho mọi người đều nóng cháy để mà thờ phượng Chúa, học lời Ngài. Cũng như con cầu nguyện Chúa Ngài sức dầu mới cho mục sư Đạm, cũng như mục sư Lê Vi, chương trình của các ông là có cơ hội để đi truyền giáo. Xin Chúa ơi, xin Chúa cũng chọn ở trong những tấm hình này có những người có tấm lòng mới, và xin cho ban cho họ được một cái ta lân đi truyền giáo, một cái ta lân cầu nguyện nữa. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin cho những người nữ cũng mạnh mẽ hơn, tiếp tục để sống khỏe mạnh hầu việc Chúa. Con chúc phước cho các người nữ, những người những bà cụ lớn tuổi trong hội thánh trong hình này, nguyện Chúa cũng thăm viếng ban phước chữa lành mọi sự cơ thể. Có những người nhức mỏi đớn đau, bệnh này bệnh nọ nhiều lắm, nhưng Chúa, xin Chúa Ngài thăm viếng chữa lành, ban cho bà nội được trí khôn, trí nhớ được trở lại bình thường. Con cũng cầu xin Chúa cho con cũng được như vậy. Và con chúc phước cho những người nội trong tấm hình này, hàng đầu là những người được ơn Chúa thăm viếng chữa lành, và ban cho những người này có ơn giống bà nội được biết vô Zoom để cầu nguyện cho gia đình, cho hội thánh, cầu thay cho thế giới, cho tất cả các nơi. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa cũng sử dụng từ bé Vít cho tới bà nội và con ở trong đó nữa. Cảm ơn Chúa. Lòng yêu mến Chúa, kính sợ Ngài, và
sẽ phục vụ cho Đức Giê-hô-va cho tới ngày chúng con gặp mặt Amen, Chúa. cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con xin Chúa thăm viếng Arizona và đổ thần ngài xuống cho mọi sự lòng cầu nguyện của mục sư cũng như phòng cầu nguyện này. Nguyện Chúa cho có kết quả trong Cảm năm ơn Chúa. 2023 Amen. này, và chương trình Non-Stop Worship sẽ tiếp tục được Chúa thăm viếng ban phước Amen, cảm ơn Chúa. và chữa lành mọi cái vết thương rạn nứt. Nhờ xin Chúa cho những chương trình được kết nối chặt chẽ lại cùng nhau qua Amen, chương cảm ơn trình Chúa. cầu nguyện cũng như qua chương trình VCA nữa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con xin dâng tấm lòng của chúng con mọi sự trong cánh tay năng quyền của Chúa và hiệp nguyện thành kính dâng lên lời Chúa. Mọi sự con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Chúa Giêsu Giêsu Christ. Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ hát bài hát tôn vinh Chúa khắp trên trời truyền ra. Giêsu mãi mãi chẳng đổi thay, Ngài ngự trên ngôi đời đời. Khắp trên trời truyền ra sự oai nghi của Chúa sống lại. Chẳng có một ai có thể so sánh với Giêsu. Giêsu mãi chẳng đổi thay, Ngài ngồi trên ngôi đời đời, quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúc tôn duy mệnh Ngài. Con sẽ truyền sự oai nghi của Chúa dòng lại, Chúa con chịu chết để đem thương hoa người với trời. Giêsu mãi chẳng đổi thay, chẳng đổi thay, Ngài ngồi trên ngôi đời đời, quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúng tôn vinh Ngài. Giêsu mãi chẳng đổi thay, Ngài ngự trên ngôi đời đời, quỳ phục xuống trước mặt Ngài và chúng tôn vinh Ngài, quỳ phục xuống trước mặt Ngài và Chúa tôn duy mệnh Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Tạ Chúa về sự cầu nguyện của chúng ta trong sự hiệp một sáng hôm nay cho Hội Thánh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái ân phước của Chúa, cái cảm nghĩ của chúng ta về cái sự thăm viếng của Chúa ngày hôm qua. Tôi thấy rất là vui quý vị. Và chúng ta, cái lời là làm chứng của chúng ta sẽ là một cái lời khích lệ cho mỗi người trong tinh thần cầu nguyện. Và quý vị có nhớ tôi thường kể về cái câu chuyện cái người thương gia bán muối ở Hàn Quốc không? Ngày hôm qua thì đây, mục sư Đạm đã kể lại câu chuyện đó và cho chúng ta biết rõ hơn, cho chúng ta biết câu chuyện mà đốt nóng chúng ta trong sự thờ phượng rất là được phước quý vị. Cho nên tôi được phước ngoài qua những cái câu chuyện mà mục sư đã kể ở trong cái bài giảng. Và ngày hôm qua tôi có cái cảm giác như là mình sống lại trong những cái ngày hội thánh tư gia, mặc dù chúng ta nhớ ở trong cái điều kiện tốt hơn tư gia hồi xưa nhiều lắm, có ghế, có micro, có sân khấu, có PowerPoint, chứ làm gì hồi xưa có những cái phương tiện đó, chỉ có những cái tập thánh ca mà in ra, có thậm chí còn viết bằng tay nữa quý vị. Cho nên đó là cái phước hạnh mà tôi nhận được đó. Bây giờ thì chị các chị em của chúng ta và hội thánh đó, có những cái cảm nghĩ gì về cái ngày nhóm đầu năm của chúng ta mà qua bài giảng của mục sư Đạm ngày hôm qua, không biết là có ai trong chúng ta nhận được phước hạnh mà chúng ta muốn kể lại qua những cái câu chuyện đó, chúng ta được Chúa thăm viếng như thế nào, chúng ta được Chúa dứt giấy như thế nào. Hôm qua thì tôi thấy trong cái lúc cầu nguyện có nhiều người đã khóc vì lời của Chúa chạm đến. Biết các chị em có tâm tình gì qua cái sự nhóm lại ngày hôm qua không? Amen. Tạ ơn Chúa chúng ta. Trong khi chờ đợi chúng ta có những cái cảm tưởng, có những cái
những cái suy nghĩ của chúng ta về cái chương trình nhóm mà Chúa cho chúng ta nhóm lại trong dịp đầu năm ngày hôm qua, thì chúng ta sẽ cùng hiệp một lại với lời cầu nguyện của má tôi. Cảm ơn Chúa vì má tôi chỉ có còn có ngày hôm nay ở đây Arizona. Tôi thì đang ngồi cách má tôi có mấy feet thôi à, má tôi ngồi ngoài kia, người ta đang ngồi trong phòng cầu nguyện đây. Thì xin chúng ta cầu nguyện cho bà nội Hallelujah. Ngày mai thì sẽ bay qua California, trở về California, và tôi sẽ bay với bà nội. Xin Chúa ban phước cho chuyến bay của chúng tôi được bình an, và chúng tôi sẽ tham dự cái chương trình đại hội của VCA. Thì bà nội cầu nguyện đặc biệt cho cái chương trình VCA vào ngày thứ sáu tuần này. Sẽ khai mạc vào thứ sáu tuần này. Bà nội cầu nguyện cho mục sư Hồ Hiếu Hạ, các mục sư ở trong cái chương trình VCA. Và ngày mai thì tôi sẽ bay sang đó để mà chuẩn bị cho cái chương trình đại hội này. Kính mời bà nội cầu nguyện, và Chúa cũng cho có nhiều con cái Chúa tham dự ở trong cái hội đồng này. Tính đến bây giờ thì đã có 600 người đăng ký rồi quý vị. Chúng ta cảm ơn Chúa về đó. Và bây giờ thì chúng ta cùng hiệp một để cầu nguyện cho hội đồng ở ở Cali trong tuần này. Kính mời bà nội cầu nguyện. Dạ, bài ý cầu nguyện. Kính lạy cha, kính yêu chúng con, cảm ơn Chúa một ngày mới Chúa ơi. Mỗi buổi sáng thì tôi mới luôn sự thành tín của Ngài là lớn lắm cho cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con được Chúa chọn và Chúa cho chúng con được làm con cái của Ngài. Thật là một điều lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng con. Vì chúng con được gọi Ngài là cha, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa ngày cho chúng con hội thánh vườn nho là ngày hôm qua được nhóm và được lời chia sẻ của một sư Đạm từ Việt Nam Chúa ơi, thật là gây dựng ơn phước cho chúng con. Ông kể những kinh nghiệm của ông, những thí dụ, Amen. Cảm ơn những Chúa. Bài giảng được sức, rất là được sức dầu. Cảm ơn Chúa đã ban phước cho thánh vườn nho. Cảm ơn Chúa đã đưa một sư Đạm đến với chúng con. Cảm ơn Chúa đã có một sư Đông quản nhiệm và một sư chấp sự Thiên Ân, thật là phước hạnh cho thánh vườn nho. Con cầu nguyện chúc phước cho thánh vườn nho Chúa ơi, để anh chị em chúng con mỗi người là một cột trụ của Chúa ở trong đền thánh của Ngài, tức là đem gia đình mình về với Chúa và gặp những người đồng nghiệp mình, những người quen biết mình, lối xóm mình, đem họ về cho nước của Chúa nữa. Thì Chúa dạy chúng con là hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc này đến, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến Chúa ơi. Chúng con phải rao truyền đến Chúa. Chúa con thông thế nào nín lặng báo những tin mừng mà chúng con được hưởng mà chúng con lại giấu, xin Chúa cho chúng con được giản dị mở miệng ra để góp phần hầu việc Chúa với các lãnh đạo chúng con. Xin Chúa sức dầu trên một sự đó bên trong. Amen. Ở Arizona có nhiều anh chị em con cũng bay qua bên Cali ngày mai ngày thứ ba để họp hầu việc Chúa và trong cái chương trình VCI của hội thánh của mục sư Hồ Hiếu Hạ. Chúa ơi, mục sư Đông thì có phần về âm nhạc, thờ phượng. Xin Chúa sức dầu trên mục sư Đông. Amen. Có sức Cảm mới, Chúa. Có sức khỏe, đầy ơn để được sự gây dựng cho hội thánh tại đại hội này. Amen. Cảm ơn Chúa. Con cũng chúc phước cho Phương Thủy, cũng là con gái của con chị mục sư Đông, cũng có lo về ẩm thực trong hội đồng VCI này. Amen. Phước cho Thủy để những việc gì được làm được hoàn tất, tất cả là chúng con muốn sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời ban ngôi chúng con. Và Chúa chúc phước cho Chúa diễn ra một cách an toàn. Chúa cho khí hậu ngày hôm đó thật là tốt, không có bị nắng quá mà cũng không có bị mưa. Xin Chúa đem nhiều anh chị em con ở sân đi về, đi đi về về được an toàn bình an. Amen. Cảm ơn Chúa. Đây là Chúa, Chúa đưa đón anh em chúng con đi về trong sự an toàn che chắn của Chúa. Và chúng con mỗi người về được lãnh những ta lân, những hồng ân mà Chúa ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì có những đại hội này, Chúa đã làm cho chúng con mới lại, Chúa rửa chúng con lại Chúa ơi, để chúng con hăng hái trong công việc Chúa. Amen. Chúng con yêu Chúa, kính sợ Ngài và yêu thương nhau để gây dựng hội thánh. Chúa chúc phước cho mục sư Hồ Hữu Hà Chúa ơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải Chúa. Ông đã kiên trì hầu việc Chúa. Bây giờ ông đã hơn 80 tuổi rồi.
vẫn tiếp tục hầu Chúa. Những sự cố gì đã xảy ra chúng con sẽ quên đi, và chúng con cầu nguyện cho các đệ tớ của Ngài không phân biệt giáo phái, hệ phái, mà chúng con có bổn phận phải cầu nguyện cho tất cả các mục sư lãnh đạo của chúng con. Trong mỗi gen thì có mục sư Nguyễn Thị, mục sư Hồ Hồ Long, và mục sư Trần Thiện Đức, Trần Thiện Tri, và nhiều mục sư khác nữa. Chúa ơi, con cầu nguyện cho các vị lãnh đạo chúng con hiệp một lại, không có còn là mục sư của hội thánh nào, nhưng mà tất cả là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Chúa thương xót các vị lãnh đạo chúng con, để không còn dành chiên, dành gì hết, nhưng mà cái sứ điệp Chúa ban cho chúng con là rao giảng lời của Đức Chúa Trời cho mọi người đều nghe. Amen. Cảm ơn Chúa. Tại Chúa. Con dâng lên một ngày mới cho Chúa. Tại Chúa. Thánh Chúa. Chúa thêm sức cho chức vụ anh chị em chúng con từ người con từ với Chúa. Sáng nay như một sư đông thì phần âm nhạc, còn Thủy con thì về phần ẩm thực và nhiều chức vụ khác ở như Hoàng Linh, con của dì Hai Ký cũng có chức vụ ở trong hội đồng với xe này. Xin Chúa chúc phước cho hội đồng diễn ra thật là phước hạnh, đầy ơn và gây dựng. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Tại Chúa. Con dâng lên lời tạ ơn Ngài. Chúa ơi, Chúa chúc phước cho mỗi gia đình nhỏ chúng con ngày hôm nay được trọn vẹn, được bình an trong công việc sự sống làm ăn. Các kỹ sư, bác sĩ, các người buôn bán lớn nhỏ, anh chị em con đều được sự chúc phước an ninh của Chúa. Chúng con mỗi sáng cầu nguyện thì phước hạnh và sự thương xót của Ngài sẽ đổ xuống theo đuổi chúng con, để chúng con sẽ ở nhà Chúa cho đến lâu dài. Chúng con cảm ơn. Chúng con có một trời quyền năng và luôn luôn yêu chúng con, luôn luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của Chúa. Mỗi sáng trời ơi, chúng con ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa. Mọi buồn đau sẽ trôi theo tháng năm, cầu nguồn phước của Chúa trong chúng con. Amen. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời ngợi khen tôn vinh Chúa, cảm ơn Chúa. Buổi sáng Chúa cho nhiều người vào Zoom cầu nguyện, và nhiều có nhiều cái Zoom mở ra tại Arizona cũng như tất cả các nơi khác nữa. Chúa ơi, vì chúng con cầu nguyện là gì? Là hơi thở của chúng con. Nếu chúng con không còn thở thì chúng con không cầu nguyện. Phải chưa? Phải cầu nguyện. Và chúng con mong ước có nhiều anh em chúng con bước vào tâm cầu nguyện với chúng con. Chúng con để được phước như chúng con. Chúng con con dâng lên Chúa tấm lòng ngợi khen biết ơn Chúa một ngày mới. Cảm ơn Ngài, xin Chúa giữ gìn chúng con bình an. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn lời cầu nguyện của mẹ tôi đã cầu nguyện sáng hôm nay cho hội đồng và những người tham dự. Thì năm nay chúng ta cũng biết rằng Arizona chúng ta tham dự rất là đông, bởi vì gần với bên sát bên với lại California, và chúng ta cũng dự phần nhiều ở trong các chương trình, không chỉ là thờ phượng mà còn có ẩm thực, rồi còn có trong cái ban cầu nguyện của hội đồng nữa. Cảm ơn Chúa. Trở lại với buổi nhóm ngày hôm qua, thì tôi tối hôm qua tôi có cảm ơn mục sư Đạm đã chia sẻ cái sứ điệp ngày hôm qua, đáp ứng nhiều cái lĩnh vực ở trong hội thánh, trong đó có sự dâng hiến nữa, có sự dâng hiến, có sự dâng 1/10, nhiều lắm quý vị. Quý vị mà thấy mình trong cái bài giảng ngày hôm qua, cảm ơn Chúa, tôi sẽ post lại cái bài giảng đó ở trên cái trang của hội thánh, để mà chúng ta có thể nghe lại, để chúng ta cảm tạ Chúa về những cái sự hầu việc Chúa của chúng ta trong những ngày qua, và được lời của Chúa đến để mà xác nhận cái điều mà chúng ta, cái con đường mà chúng ta đang đi. Những câu chuyện mà ngày hôm qua không chỉ là bài giảng mà là những câu chuyện thực tế nữa, để cho chúng ta được nhắc nhở về cái sự hầu việc Chúa của mình. Nhất là trong cái hành trình theo Chúa thì chúng ta được nhắc là phải ngợi khen Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi tôi thì chia sẻ lời Chúa thì nhắc đi nhắc lại, nhưng mà Chúa thì lâu lâu thì Ngài chốc chốc Ngài lại tưới chúng ta bằng việc Chúa đưa những tôi tớ của Chúa, những đầy tớ của Chúa đến để mà dùng những sứ điệp để mà khích lệ và nhắc nhở chúng ta. Quên đi, coi như là nhiều khi chúng ta ở trong cái hoàn cảnh đau buồn, khó khăn á, thì mình thường được động viên là phải ngợi khen Chúa. Nhưng mà ngày hôm qua là những cái câu chuyện để cho chúng ta thấy thực tế là ngợi khen Chúa ở trong cái hoàn cảnh bắt bớ, khó khăn,
đó. Thì các chị em, quý anh chị em chúng ta nhận được điều gì mà Chúa ban cho chúng ta trong ngày hôm qua thì chúng ta cứ cảm tạ Chúa trong cái lời cầu nguyện của mình. Quý vị ha. Vâng, bây giờ thì tôi muốn kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này để khích lệ quý vị sáng hôm nay trong tinh thần cầu nguyện. Thì tôi chỉ nói với một sự đảm đó là Vọng Canh Arizona có mở cửa vào 6 giờ 15 sáng cho đến 8 giờ 15 sáng cầu nguyện mỗi ngày. Thì mục sư có nói rằng cách đây Tháng không lâu, tháng hả, mục sư có giơ tay rồi, giơ tay rồi có nghĩa là muốn vô Vọng Canh mà thấy tôi im re, tôi không có mời gì trơn. Mục sư đã chuẩn bị rồi. Mà mục sư chơi cái nick là xài cái nick là mùa gặt nữa, mùa gặt lớn không mục sư. Cho nên mình không biết là ai thì mình cũng chưa có đáp ứng được. Thì khi gặp lại mục sư nói điều đó, nhưng mà Chúa đã cho cái cơ hội lớn hơn là không chỉ mục sư vào, mục sư ngồi đây luôn. Cảm ơn Chúa. Thì cái điều mà tôi ấn tượng á, và tôi nghe mục sư Đạm nói rằng mục sư giữ cái sự cầu nguyện liên tục mấy chục năm qua, mỗi sáng cứ 3 giờ sáng, 4 giờ sáng hay 5 giờ sáng dậy đó, là cứ đi bộ, và trong cái lúc cái hành trình đi bộ á thì cầu nguyện. Và sáng nay tôi chứng kiến điều đó. Tại vì cái lúc mà tới cái nhà của chúng tôi đó, thì chúng từ đầu đầu cái cửa cho đến cái cửa sau, cửa trước cho đến cửa sau, nó có cái khoảng hơn để coi khoảng 20 feet đi. Thì mục sư nói cái chỗ này được nè, thì chấm điểm rồi, chiều chỗ này được, có nghĩa là đi ra ngoài lạnh quá cho nên ông quyết định đi từ cửa trước qua cửa sau, đi đến cửa sau, rồi đi đi mấy chục lần như vậy đó. Và trên cái việc mà đi tập thể dục như vậy đó, ông bắt đầu cầu nguyện. Thì tôi thấy việc này cũng hay, cho nên tôi nói với mục sư Đạm là nếu như được á thì xin mời mục sư chia sẻ về cái kinh nghiệm đó để cho chúng ta ngày hôm qua thì nó rất là thực tế ở trong đời sống thờ phượng, trong đời sống theo Chúa, phải cảm tạ, phải cầu nguyện. Bây giờ là thực tế nè, chúng ta áp dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày, chúng ta đang lái xe cầu nguyện, đi bộ cũng cầu nguyện, bởi vì chúng ta không thể nói là tôi không thể cầu nguyện được, chúng ta có thể cầu nguyện được ở trong mọi lúc mọi nơi. Thì đây là một cái điều mà từ lòng tới lòng thôi. Thì mục sư có những cái kinh nghiệm trong cái sự cầu nguyện, mục sư kể tiếp tục. Hội thánh này thích nghe kể chuyện lắm, và giống như Chúa Giêsu thì ngài luôn luôn ngài chia sẻ, ngài giảng, ngài dùng câu chuyện để ngài chia sẻ. Thì tôi thấy cái phương pháp của mục sư Đạm cũng giống như vậy, ông kể chuyện rất nhiều và cho chúng ta có một cái sự hào hứng để chúng ta nghe, và chúng ta nhớ nhớ nhớ. Bây Amen. giờ thì mà mục sư có những cái kinh nghiệm đó thì mục sư kể về sự cầu nguyện của mục sư hay là bất kỳ điều gì để giúp đỡ cho Vọng Canh chúng ta, bộ linh ở trong buổi sáng hôm nay khích lệ để chúng ta tiếp tục cái tinh thần cầu nguyện. Amen. Amen. Dạ, mục sư cứ cứ tự nhiên. Dạ. Dạ, rất là vui Chúa nhận lời. Tại thật ra đó thì tạm là một mình ở Việt Nam nói về hệ phái thì cũng không có phải chính thức gì cả. Rồi hầu việc Chúa thì phải lệ thuộc Chúa từ trong mọi việc tài chánh nơi chốn hội thánh và khu vực và Đạm thấy rằng tất cả đều mở ra từ cái sự cầu nguyện và Đạm muốn tiếp nối với Thi Thiên thứ tư câu số 6 phần đầu. Thi Thiên thứ tư câu số 6 đó là Chúa khiến lòng tôi vui mừng. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dẫu trong khi chúng nó có lúa mì và ruộng nho như vậy. Amen. Chúa khiến tôi rất là nhớ rõ cái lời chia sẻ của giáo sư Ánh Tuyết và chị Tuyết người hướng dẫn của tôi rất là lâu. Chỉ có một cái bài hát mà tôi thường thường nghe trong cái lúc đó là nếu ái tâm con đối Chúa phôi phai chẳng còn đâm chồi nở hoa thì xin cho con thấy Chúa ở Gethsemane lúc Chúa cúi xuống thiết tha kêu cầu. Và cái tâm tình đó là một cái sự thật về cuộc đời đi theo Chúa. Không phải lúc nào mình cũng có thể cầu nguyện, không phải lúc nào mình cũng có thể nóng sốt cầu nguyện, không phải lúc nào mình cũng có thể hết lòng cầu nguyện, nhưng mà mình có một cái quyền hay là mình có một cái quyết định để mời gọi Chúa, giống như là ở trong Nhã ca, xin Chúa hôn con bằng cái nụ hôn của miệng Ngài, xin hãy kéo thì con sẽ chạy theo Ngài. Ngay cả trong cái sự cầu nguyện, chúng ta cũng phải có một cái lời cầu nguyện rằng là Chúa, xin giúp con để con được thu hút đến chỗ cầu nguyện. Amen. Cảm Xin ơn làm cho con được mạnh mẽ bởi tình yêu từ nơi Ngài mà con cầu nguyện. Và Chúa khiến tôi thành thật mà nói rằng càng đi theo Chúa, tôi thấy Chúa quá giàu có, phong phú trong mọi thứ. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ câu ca dao Việt Nam của mình có nói rằng dò sông dò biển dễ dò,
có ai lấy thước mà đo lòng người. Cái tấm lòng của chúng ta là tấm lòng không đáy, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ dừng lại với bất cứ những gì mà chúng ta đã có thể là đừng có nữa. Nhưng mà Chúa thì rất là thích tất cả những cái tấm lòng mà đến với Ngài ở trong một cái sự cầu nguyện kêu xin để Chúa có thể ban phước ở trong cuộc đời của mình. Chúa khiến lòng tôi vui mừng. Thật ra đó, mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu tỉnh táo để có thể giữ cái sự vui mừng. Thí dụ như cái mối quan hệ vợ chồng, bây giờ chúng ta hẹn sau khi đi chợ rồi mà đi ra cái tự nhiên rồi, nếu mà đàn ông mà ngồi chờ lâu quá cũng bực bội, khó vui mừng. Bữa nay đi cái bà này bà đi đâu mà lâu quá mà nó làm chúng ta bực bội. Rồi có khi cái người vợ bước ra cũng chăm chút cho cái gia đình mình từng cái món ngon đó, bây giờ tự nhiên ra thấy ổng vô cũng bực thẹt. Chúa khiến hãy bắt đầu với một cái lời cầu nguyện và trao cái thẩm quyền cho Chúa rằng là Chúa, con cầu xin Ngài toàn quyền lãnh đạo ở trong cuộc đời của con. Amen. Để con luôn luôn giữ cái sự vui mừng, giữ cái tấm lòng khao khát nè. Amen. Và tôi tin rằng đây là một lời cầu nguyện khôn ngoan mà Chúa giữ tôi trong suốt nhiều năm tháng qua, luôn cả trong những lúc bế tắc đau đớn nhất ở trong cuộc đời. Chúa làm cho tôi có thể giữ mình ở trong cái mối quan hệ cầu nguyện tha thiết với Chúa. Amen. Chúa khiến lòng tôi vui mừng. Tôi nhớ cái thời nhỏ của tôi từ ở miền Cần Thơ đi lên thành phố để ăn Tết với gia đình bà ngoại. Tôi được lì xì, tôi nhớ rằng cái thời nhỏ tôi được lì xì không biết bao nhiêu tiền, mà nó là cả một cái gia tài của một cái đứa thiếu niên mà bán trà đá ở ngoài bến xe. Và phải nói rằng tôi thích thú với cái số tiền đó. Và rồi thì tôi giữ ở trong người. Cậu Sáu tôi thì là cái người biết rõ Sài Gòn như thế nào. Ông có nói rằng đi đâu thì đi, đưa tiền đây cậu Sáu giữ. Cái tôi nói ủa tiền của con cậu Sáu giữ làm gì? Cái nói tại vì con mà đi coi múa lân á thì có thể dễ dàng bị mất. Cái nói dạ ở dưới bánh xe con chỉ móc túi người ta thôi chứ còn ai móc túi được con. Nói tôi lý luận để giữ được tiền. Nhưng mà tới phiên mà ổng thuyết phục không được thì thôi tôi đi coi múa lân. Mà quý vị biết một cái cậu thiếu niên bán trà đá mà từ ở miền quê lên thành phố mà coi múa lân, nó leo cây rồi nó làm đủ thứ rồi dạt ra dạt vô. Xong xuôi coi xong múa lân thì cái quần của tôi bị lọc, mất hết tiền. Ôi, tôi nghĩ là mình chỉ có móc người ta không, chứ không bao giờ người ta móc được mình. Mà rốt cuộc lên Sài Gòn bị móc túi, nó đau đớn, nó buồn bực và tôi khóc cả ngày, tôi không ăn. Thì mấy gì mấy cậu nó ngồi lại, cậu Sáng nó ta nói rồi mày không nghe, thành ra bây giờ mất tiền. Càng nói tôi càng khóc, tôi tức và tôi cái lòng của mình. Thì mấy bà gì tôi mới thấy tội quá, mới hỏi mất bao nhiêu. Thì tôi mới nói mất, bà mấy gì mới gom lại cho tiền để trả để cho tôi. Cầm tiền mà đã mất từ mấy gì á, cái tôi khóc tiếp. Tôi nhớ tôi khóc tiếp, tôi nói cái mấy gì á, tại sao mà mình khóc nữa. Nói, nếu mà không có móc túi đó mà bây giờ có thêm thì bị gấp đôi thôi. Có nghĩa là tôi nói rằng nếu mà tôi không bị móc túi á, mà mấy gì mà cho thêm cái kiểu này đó, thì tôi được cái số tiền gấp đôi, một cái tài sản gấp đôi. Cái mấy bà gì tôi mới nói một câu, mày không bị móc túi thì làm sao tôi cho thêm mày, khi mày bị móc túi tao mới cho. Có nghĩa là cái lòng tôi nó tham đến nỗi mà khi mình bị móc hết sạch rồi, người ta thương người ta cho lại, mình cũng vẫn suy nghĩ là nếu ước gì mà mình không bị móc, mình có một cái số tiền gấp đôi. Mà mình không hiểu rằng tại mình mất tiền thì mấy gì mới cho. Chúa khiến lòng tôi nói thật, trong cuộc đời đi theo Chúa tôi chưa thấy ai có thể làm cho tấm lòng của tôi được đầy ắp, được thỏa mãn, được khoái lạc ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Chỉ có Chúa có thể làm cho Chúa khiến lòng tôi. Đó là cầu xin Chúa giúp cho chúng ta có một lời cầu nguyện mỗi ngày luôn luôn tỉnh báo để đó là Chúa, con muốn Ngài đổ đầy trong tấm lòng của con bằng sự vui mừng của thiên đàng, bằng cái sự vui mừng của lời Đức Chúa Trời, bằng cái sự vui mừng của Đức Thánh Linh đầy dẫy trò chuyện thông công với cuộc đời của con. Chúa khiến lòng con vui mừng. Cầu xin Chúa giúp đỡ để trong những ngày sắp tới có những chuyện nó có thể cướp lấy cái sự vui mừng của chúng ta bằng con cái, bằng gia đình, bằng công việc, bằng tài chính. Nhưng mà hãy giữ lòng mình trong lời cầu nguyện là Chúa, con có thể nói như mục sư Đông nói rằng con có thể không có xin cái sự khôn ngoan giàu có, nhưng mà không xin cái sự giàu có, nhưng mà con có xin sự khôn ngoan của Ngài. Xin Chúa giúp cho con mỗi ngày có một cái tấm lòng luôn được đầy ắp sự giàu có, thành công, thành vượng. Và tôi tin rằng khi chúng ta mà giàu có từ tấm lòng á, tự nhiên chúng ta nhìn ai chúng ta cũng có thể thương hết trơn. Và chúng ta mà vui mừng mà khoái lạc trong Chúa thì tự nhiên chúng ta bất gặp cái vấn đề gì đó, chúng ta vẫn có một cái hướng tích cực để có thể nhìn nó ra rằng Chúa mở đường trong lúc bế tắc.
Còn nếu mà chúng ta không đầy lòng vui mừng thì cái những cái chuyện gì chúng ta cũng thấy nan đề, chúng ta cũng thấy nó bối rối khó khăn. Tôi nhớ có một lần đi hầu Chúa trong những ngày Tết thì năm bảy người cùng nhau đi thăm viếng, và tôi nhớ rằng có một cái anh mà sư đâm biết mà tôi không có tiện nói tên, anh thì ăn nhiều lắm mà anh cũng nói nhiều lắm. Và một ngày kia thì trên đường đi ảnh 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 khát nước, và tại vì anh nói nhiều quá thành ra anh em đi cũng hơi bực, thành ra tôi cũng không với cái quyền của mục sư trưởng tôi không có cho dừng lại để uống bất cứ chỗ nào hết, mà tôi nói rằng hãy tập thói quen đi đến nhà tín đồ trong những ngày Tết, rồi họ cho gì ăn họ cho gì thì uống, còn không có ăn uống dọc đường mất thì giờ. Và anh bực bội với tôi trong cái chuyện mà không cho uống dừng lại với những ly nước mía bên đường. Rồi rốt lại khi đến nhà có tín đồ đó thì tất cả anh nghèo lắm, anh chạy đi đâu đó mua được hai chai Pepsi, rồi nhà thì ly lớn ly nhỏ khác nhau nhưng mà đổ ra. Tôi nhớ rất là rõ ràng hai cuộc đời nói với hai giọng giống nhau nhưng mà tâm linh họ khác nhau. Cái anh mà ăn nhiều nhiều anh cầm lên anh dòm vô nó có nửa ly nước à, có nửa ly nước à, có nghĩa là anh ăn khát quá mà bây giờ có nửa ly nước à. Nhưng một cái anh chấp sự đạp xích lô nghèo khổ, tôi xin lỗi, đạp xích lô đến nỗi lòi trĩ ra mà anh đau khổ, và từ cái ngày mà bắt Chúa, anh bắt gặp Chúa, anh yêu Chúa đó, Chúa chữa lành hoàn toàn cho anh. Và phải nói là anh cầm cái ly nước anh nói cảm ơn Chúa con có tới nửa ly nước. Quý vị có thể phân biệt được là có nửa ly nước và có nửa ly nước cũng một giọng văn nói, nhưng mà nó nói lên hai tấm lòng khác nhau. Khi chúng ta được tấm lòng đầy dạy Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với tất cả mọi thứ xung quanh, dầu nó yếu kém, dầu nó là chỉ có nửa, nhưng mà cảm ơn Ngài ở giữa sự đói khát con có nửa ly nước lòng, con có được Chúa là thiên đàng, con có được có Ngài là tất cả. Còn với một tấm lòng mà trống rỗng cô đơn khát vọng với những gì của trần gian này, chúng ta sẽ nhìn vào dầu đó là ơn phước của Chúa thì chúng ta có thể nói rằng là Chúa con rất là bực vì có nửa ly nước, còn xin Chúa giúp cho chúng ta trong ngày sắp tới ở giữa những cái biến cố ở giữa. Và tôi có một cái linh cảm mà tôi muốn 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 công bố trong cái phòng cầu nguyện là Chúa sẽ y như lời mà mục sư Đông nói về hội thánh vườn nho, Chúa sắp làm. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn với một cái nhìn của cái anh đạp xích lô, tin Chúa, cảm ơn Chúa còn có nửa gì nữa. Đừng bao giờ nhìn những cái gì mà đừng bao giờ coi những cái gì đó là nhỏ mọn, hèn mọn hoặc là quá ít với chúng ta, nhưng mà hãy nói với Chúa rằng là Chúa còn tạ ơn Ngài, bất cứ cái gì mà Chúa gửi đến cho con đều là quý giá, đều là quan trọng, và xin Chúa giúp cho con luôn thỏa lòng cảm ơn Ngài để có thêm ơn phước trong cuộc đời của mình. Chúa khiến lòng tôi vui mừng. Và cái điều cái động từ thứ hai mà tôi rất thích đó là chữ khiến. Cái chữ khiến cái chữ khiến này nó nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi sáng nay tôi có thể nói được với cái chữ Chúa khiến. Tôi nhớ có một cái chị tín đồ, chị rất là giỏi, chị biết được hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp. Và ở khu vực quận 2 đó, nó có một cái khu vực lớn mà nó rất là giàu có, mà không biết là tự nhiên nói ngang quên tên rất là giàu, mà các giáo sĩ đến đó với cái tư cách là thương nhân, là giáo sư, là Thủ những cái Thiêm. người Thảo Điền. Thảo Điền Và à. Thảo Điền là Dạ. một cái chung cư rất là giàu có mà của những người giàu có ở đó. Thì có một cái ông giáo sĩ, ông đến với một cái tư cách là một cái người giáo sư, nhưng mà ông gây dựng hội thánh thầm lặng trong lúc bấy giờ. Ông đến đó và ông nhờ tính nhờ các mục sư tìm giúp giùm cho ông một người quản lý nhà, dọn dẹp nhà, nấu ăn cho ông. Và rồi thì ông mục sư của Gò Vấp, ông mới thấy, ông mới giới thiệu cho cái ông giáo sĩ này một cái người tín đồ giỏi được tiếng Anh tiếng Pháp, có thể nói chuyện được. Và rồi ông bắt đầu ký hợp đồng làm việc với cái người tín đồ này. Những ngày đầu khi đến thì với một cái số tiền mà phải nói trong cái thời đó mà 600 đô cho một tháng nó cũng là khá lớn, phải nói là đầy uy tín và đàng hoàng lắm thì mới có thể có được cái số lương đó cho cái công việc quản lý nhà nấu ăn cho một cái người giáo sĩ. Và ban đầu thì cổ rất là phấn khởi, động lực của cổ là tiền 600 đô cho một tháng. Đó là cổ cật lực làm và cổ quét dọn sạch sẽ, và cổ đi ra chợ cổ mua những cái bó cải salad cực kỳ ngon, cực kỳ tốt để có thể nấu cho cái người chủ của mình. Nhưng mà rồi thì
Lúc đó tôi nghĩ rằng ông đã khoảng 50 50 mấy tuổi rồi, chưa có gia đình, thành ra là cộng với một cái sự cô đơn quen, thành ra ông không ông bày tỏ và chứng minh có những cái ông có đồng ý, ông rất là khó chịu trong cái miếng thịt bò mà ông ăn nó không có được mềm, rồi có những lúc ông thấy những cái rau nó cũng không có được sạch lắm, và ông góp ý ban đầu bởi động lực là tiền, thành ra cái người tín đồ này đã hết lòng sốt sắng làm. Nhưng mà với một cái sự khó tính của một cái ông chủ này thì cổ bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu nản lòng, một cái động lực tiền nó không còn là quan trọng nữa, và cổ nghĩ rằng nếu mà không làm chỗ này cổ có thể làm chỗ khác, và rồi thì cổ rất là bực bội. Rồi sau khi làm xong hết việc nhà thì cổ bắt đầu gọi điện thoại từ nhà của ông chủ của mình để tám với những người bạn. Cổ bắt đầu than thở, cổ mới nói rằng ơi cha, cái ông chủ này rất là khó tính, ăn cái miếng thịt bò không vừa ý, có những cái cọng xà lách mà ông nói là không có tươi và rất là khó chịu. Về tới nhà có những lúc ông quẹt lên cái thành cửa, ông nói vẫn còn bụi, và cổ nói rằng đã làm hết sức và động lực của cổ đã cạn kiệt ở trong tất cả những gì cổ làm. Nhưng mà rồi thì không vừa lòng, và cổ mới thăm dò ý kiến bạn bè, và cổ nói chắc tao nghỉ chỗ này quá, bởi vì ông chủ quá khó tánh và ta không muốn làm nữa. Và mấy người bạn nói ôi mày giỏi, mày cứ thể đi ra mày kiếm gì khác, đừng lo, gặp ông chủ vậy là cho ông đói đi. Và cổ quyết định ngày giờ để nghỉ. Thì khi cổ nói với ông chủ của mình là tôi quyết định sẽ nói một cái chuyện quan trọng với ông trong cuối tuần của cuối tháng này, thì ông chủ cũng nói là tôi cũng muốn gặp cô để nói một cái chuyện rất là quan trọng cuối tuần cuối tháng này. Và ông nói rằng trong cái hẹn rõ ràng, rồi khi ông mời cô đến, mà có rằng có một cái phòng khách mà chỉ là những người khách đặc biệt mới được vào thôi. Thì bữa đó ông mời cô vô cái phòng khách đặc biệt của ông, trong hai phòng khách ở nhà, phòng khách phổ thông và một cái phòng khách đặc biệt. Khi bước qua ngồi thì cổ ngạc nhiên với tất cả những cái thứ mà chính ông tự nấu tự làm ở trong cái chỗ đó. Ổng mới nói rằng là cô muốn nói gì cô nói đi. Thì cổ mới nói, cô thấy ngạc nhiên quá, cô mới thấy à thôi ông muốn nói gì ông nói đi, và cứ cứ chờ ngao qua lại. Thì các ông nói thôi bây giờ tôi nói thật, tôi nói tôi rất là cảm động khi thấy em có mặt và giúp đỡ cho tôi trong suốt những cái thời gian vừa qua, và cái điều mà làm cho tôi cảm động để nói lời cầu hôn với em. Mà tôi không muốn em là một cái người mà giúp việc cho tôi nữa, mà tôi muốn em là một cái người vợ để giúp đỡ cho chức vụ của tôi, với tất cả tấm lòng yêu mến và được thuyết phục bởi tấm lòng kiên nhẫn của em. Cổ bất ngờ, cổ bật ngửa, cổ tính nghỉ việc bởi vì ông chủ mình khó tính và cái động lực là tiền nó đã hết cạn rồi, mà bây giờ tự nhiên nghe ông cầu hôn, cái cổ bất ngờ quá đi. Wow, cổ bất ngờ quá, cổ mình phải dùng cái từ Việt Nam chắc phải té xỉu một phút á, bất ngờ quá. Cái cổ tỉnh dậy cổ nói, cổ quên luôn cái chuyện mà nghỉ việc, cổ nói dạ đồng ý. Và rồi từ lúc đó cái chữ khiến ở trong cô không phải là tiền, mà trong cô là tình yêu, trong cô là một người được đón nhận với một cái chỗ mình không xứng đáng. Và phải rằng cô rất là xúc động. Mà từ cái lúc đó đó, mấy cái đứa bạn mà hồi xưa mà có tâm sự nó chê, nó kêu nghĩ đó, cổ cắt tuyệt giao, cổ không muốn nói chuyện với những người đó. Và tôi tin rằng cái động lực mà vì yêu đã khiến cho cô vui vẻ. Bây giờ cô ra chợ, cô không phải với một cái tư cách của một cái người làm công đi lựa cái cục thịt bò, không phải là một cái người giúp việc để đi mua một mớ rau xà lách về làm bò bít tết cho ông. Nhưng mà với một cái sự khiến, đó là vợ yêu chồng mua một cách tuyệt vời những cái món mà chính ông thích và cô cảm nhận được. Tôi cầu xin Chúa giúp cho hai động từ sáng nay mà tôi gửi ngắn gọn đến với phòng Zoom cầu nguyện là Chúa, lúc nào ái tâm con đối Chúa không còn nở hoa thì xin cho con được kéo đến Gethsemane, nơi Chúa hy sinh chịu chết, nguyện cầu để kéo con từ bóng tối qua ánh sáng, từ quyền lực của quỷ Satan để trở nên con của Đức Chúa Trời. Xin làm cho con luôn đầy dẫy. Vâng, Chúa ơi, xin giúp cho con có một lời cầu nguyện khôn ngoan, đó là nguyện Chúa kéo con thì con sẽ chạy theo Ngài. Nguyện tình yêu Ngài hôn con thì con sẽ được thỏa mãn ở giữa cuộc đời khó khăn thiếu thốn này. Và cầu xin Chúa làm cho lòng con có tấm lòng vô đáy,
một cái tấm lòng tham lam mà bất kể, nó sẽ được đầy ắp tình yêu của Chúa, được vui mừng mỗi ngày. Để con nhìn thấy hoàn cảnh nào cũng đáng yêu, con người nào cũng rất đáng thương, và với cái công việc gì nặng nề, con sẽ thấy nó trở nên nhẹ nhàng, bởi vì Ngài đang ở trong con. Chúa khiến lòng con vui mừng. Con xin Chúa giúp đỡ để trong những ngày tháng sắp tới con lại trên đất này, chúng ta sẽ được Chúa cứ kéo chúng ta, được tình yêu nụ hôn của Ngài hôn ở trong cuộc đời của mình, chúng ta say đắm tình yêu đó. Tôi thử tưởng tượng một cái người vợ đối diện với một cái người hầu vị Chúa mà phải nói là hy sinh tận tụy. Và tôi nghe một cái lời nói cảm ơn của một cái người chồng: cảm ơn em đã can đảm đến bên cuộc đời của anh, cảm ơn em đã hy sinh và đứng sau lưng anh, cảm ơn em vì tất cả, anh rất là yêu em và anh muốn giữ tình yêu đó cho anh mãi mãi. Chúng ta thử suy nghĩ điều gì khi Chúa nghe chúng ta nói về lòng biết ơn của chúng ta với Ngài, về những điều mà Chúa đã khiến chúng ta bỏ qua, giống như người phụ nữ đi giữa trưa tìm nguồn nước cho mình ở trong sách Tin Lành Giăng, nhu cầu là nước, nhưng mà khi bắt gặp tình yêu là Chúa Giêsu, giàu có 5 đời chồng thì bà cũng xác định lại một lần nữa rằng những nhu cầu đó không còn quan trọng. Chúa là chồng, và khiến cho bà được đụng chạm cái điều mắc cỡ xấu hổ đi giữa trưa, nó quá thành một cái niềm vui để chạy vào làng gặp bất cứ mọi người để nói về Đấng Christ. Chúa khiến lòng con vui mừng, và xin Chúa giúp cho chúng ta cứ mỗi ngày được Chúa sai khiến, được Chúa hãy trao cái quyền tự do của mình ở trong tay của Chúa, hãy trao cái quyền tự do của mình để cho Chúa khiến, vì Chúa rất là lịch sự, Ngài không có đẩy cửa bước vào, Ngài sẽ đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng Ngài thì Ngài sẽ mở cửa cho vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Và tôi tin rằng Hội Thánh Vườn Nho trong những ngày tháng sắp tới sẽ có một cái bàn tiệc mà y như Thi Thiên 23, Chúa sẽ dọn bàn cho tôi ở trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Amen. Xin Chúa tỏ một dấu Ngài ở cùng con, hầu cho những kẻ thù ghét con nhìn dấu ấy mà hổ thẹn. Xin Chúa cho con có tánh hạnh đẹp lòng được Chúa Trời, để Ngài khiến kẻ thù nghịch ở hòa thuận với con. Con xin Chúa giúp đỡ cho chính tôi cứ giữ, lúc nào mình cảm nhận mình không, tôi rất là xúc động cái lời cầu nguyện của một sư đông cái buổi cuối năm, đầu năm hay cuối năm không nhớ nữa, nhưng mà trong cái buổi ngợi khen Chúa đó, ông nói hãy cho con thành thật, hãy cho chúng con thành thật mà ngợi khen. Nó cái lời đó nó đụng đến tôi, mà tôi nói cái sự ngợi khen mà cũng phải thành thật từ lòng đó. Nó không phải là kỹ năng, nó không phải là âm nhạc, nó không phải là một cái sự phối khí, nó không phải là cái tài năng, mà nó là cái sự thành thật rằng con hát ngợi khen Ngài vì Ngài là lý do để con sống. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa đến khích lệ chúng ta sáng nay rất là nhiều. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên để thời gian chúng ta cầu nguyện đáp ứng với lời của Chúa giờ này, và sau đó thì chúng ta sẽ dùng áp dụng cái cách này, đó là mỗi chúng ta sẽ hứa nguyện với Chúa và những gì mà chúng ta nghe sáng hôm nay, tại vì mỗi chúng ta đều được Chúa dạy dỗ theo cách khác nhau ở trong cái sứ điệp ngắn mà chúng ta vừa nghe. Bây giờ trước khi chúng ta cầu nguyện đó thì chúng ta đọc chung với nhau trong câu 7 và câu 8 của Thi Thiên thứ 4. Bây giờ chúng ta đọc ha. Câu 7, câu 8. Câu 8 là dành cho những người mất ngủ luôn đó quý vị. Câu 7 nha quý vị. Câu 7 là dành cho chúng ta sáng hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc chung. 2, 3. Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Dạ, bây giờ chúng ta đọc lại câu 7 lần nữa, rồi mỗi chúng ta cầu nguyện, và sau đó thì ai trong chúng ta cảm động về lời của Chúa sáng hôm nay và chúng ta muốn hứa nguyện với Chúa thì chúng ta sẽ hứa nguyện để mà Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta qua cái lời Chúa trong Thi Thiên thứ 4 câu 7. Chúng ta cùng đọc: Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dẫu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin quý vị đến với Chúa và cầu nguyện quý vị. Alleluia. Ngợi khen Chúa. Chúa ơi, lời của Chúa sáng hôm nay khích lệ chúng con rất nhiều. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì lời chúng con cùng đúng lúc với chúng con. Cảm ơn chúng con. Xin cho chúng con khả lòng. Chúng con, Ngài khiến cho chúng con vui mừng
nhiều hơn những kẻ chung quanh chúng con. Phải chính Ngài là đối tượng chúng con tìm kiếm và thờ phượng. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, sáng hôm nay lời của Ngài khích lệ chúng con trong tinh thần nhờ cậy Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, tiếp tục nhìn xem Chúa chúng con. Chúng con sẽ ngợi khen Chúa. Vâng, chúng con sẽ ngợi khen Chúa như câu chuyện ngắn vừa rồi. Hai người thái độ khác nhau khi nhận được cái ly Pepsi. Vâng, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, chúng con nhận. Chúng con biết ơn Chúa, cho dù nó có hay không có, nhiều hay ít, thì chúng con cũng biết rằng sự ban cho của Chúa là vô giá, ban cho của Chúa là tuyệt vời và đáp ứng được cho chúng con. Chúa ơi, chúng con có nhiều nỗi khao khát, chúng con có nhiều lòng ước mong cho năm mới lắm. Chúng con có nhiều nỗi khát vọng lắm, từ đáy lòng của chúng con, từ cái khát vọng của chúng con. Chúa ơi, chúng con xin dâng lên cho Chúa. Chúng con sẽ đầu phục, chúng con sẽ đầu một ngày. Chúa ơi, hứa nguyện với Chúa để Chúa ơi, chúng con sẽ ngợi khen Chúa và thỏa lòng với những gì Chúa ban cho chúng con và trông đợi Chúa tiếp tục để Ngài làm ơn cho chúng con. Thì Chúa nhớ đến trong chúng con những anh chị em có những hoàn cảnh khác nhau. Chúa ơi, năm mới này Chúa bày tỏ sự giải cứu của Ngài không chỉ qua chúng con mà Ngài còn cho chúng con tiếp cận được với những người chúng con, giúp đỡ để chúng con đem họ đến với Chúa, đem sự giải cứu, đem đến sự tiếp trợ và cứu trợ. Còn nhớ đến anh Thuận, chị Trâm Anh hôm qua có gọi điện cho chúng con. Chúa ơi, họ cũng đang cần sự cứu trợ, họ cũng đang sẵn sức. Chúng con cầu nguyện xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để biết phải làm gì trong lúc này, để giúp đỡ cho Chúa ơi những mảnh đời này khi gặp Chúa và khi được Chúa cứu trợ, giúp đỡ đúng lúc thì họ sẽ mạnh mẽ, biết ơn Chúa biết chừng nào. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện sự tiếp trợ chúng con đến từ Đức Chúa Trời chúng con, và chúng con sẵn sàng là người để chuyển giao những phước hạnh đó cho những người thân, những người quen, những người thậm chí chúng con chưa biết, thậm chí kẻ thù nghịch chúng con nữa. Xin Chúa giúp đỡ chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài khiến lòng chúng con vui mừng. Xin Chúa khiến cho lòng chúng con vui mừng. Một Chúa ơi, lòng vui mừng là một phương thuốc hay. Chúa ơi, chúng đừng để chúng con có trí nao sờn, nhưng hãy làm chúng con có lòng vui mừng. Hãy để cho mơ chúng con có lòng vui mừng chúng con trong hoàn cảnh nào. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa hôm qua, hôm nay nó có một sự liên hệ với nhau, một sự kết nối với nhau. Chúng con cầu nguyện Chúa để hứa nguyện với Ngài sẽ giúp đỡ mọi chúng con. Tạ ơn Chúa của chúng con. Chúng ta mới gặp chung với Hồng Diễm, mời Hồng Diễm cầu nguyện theo như lời của Chúa. Xin Hồng Diễm cầu nguyện và nhớ đến chị Trâm Anh. Hôm nay thì tự nhiên Chúa nhắc tôi nhớ đến chị Trâm Anh, giờ này đang ở Connecticut, hai vợ chồng. Xin Chúa khiến cho lòng họ vui mừng và nhận được sự trợ giúp của Chúa, sự cứu trợ của Chúa đúng lúc để họ tiếp tục hành trình theo Chúa trong năm mới này. Và đặc biệt Hồng Diễm cầu nguyện cho tất cả các chị em. Trong những ngày qua chúng ta thấy có một sợi dây yêu thương của Chúa đang ràng buộc chúng ta là rất là chặt, quý vị. Và Chúa dùng lời của Chúa để cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Chúng ta cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa về điều đó, quý vị. Mời Hồng Diễm cầu nguyện. Amen. Amen. Hallelujah. Chúng con hỡi khen Chúa. Cha từ ái của chúng con, cảm ơn Chúa về một sáng tốt lành. Ngài kéo chúng con đến như bề chân của Chúa. Chúa ơi, buổi sáng chúng con ngồi để lắng nghe lời của người cha, một người thầy dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, xin lời Chúa buổi sáng hôm nay tác động vào lòng của mỗi một người chúng con. Chúa ơi, và tha thứ cho chúng con những ngày vừa qua, chúng con sống đôi lúc suy nghĩ tiêu cực. Chúa ơi, nó ảnh hưởng tới cái mối quan hệ chúng con đối với Chúa. Vì khi chúng con nhìn sự việc bằng con mắt tiêu cực của mình, thì chúng con vô tình nghi ngờ về tình yêu của Chúa đối với chúng con. Buổi sáng hôm nay lời Chúa đến để làm cho chúng con tươi mới, nhắc nhở mỗi một chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con có một con mắt tích cực về tình yêu của Chúa. Amen. Ngay cả những lúc khó khăn, những lúc thử thách, những lúc hoạn nạn, thì chúng con vẫn thấy Chúa, vẫn thấy tình yêu của Ngài bao phủ cuộc đời của chúng con. Amen. Và Chúa là đấng nắm giữ tương lai của chúng con. Chúa ơi, và khi Đức Giê-hô-va Ngài vừa giúp chúng con, thì ai có thể cự lại cùng chúng con được. Cảm ơn Chúa và cho chúng con mạnh mẽ mỗi một ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng con nói với linh hồn của mình rằng ngoài Chúa ra chúng con không còn nguồn phước nào khác. Để chúng con nương tựa nơi Chúa, để chúng con để lòng trông cậy nơi Chúa mỗi một ngày. Chúa ơi, đó là lý do tại sao chúng con vào phòng cầu nguyện mỗi buổi sáng. Chúng con kêu cầu danh Chúa, bởi vì ngoài Chúa ra thì ai có thể giải quyết những nan đề, những khó khăn, ai có thể ban cho chúng con một cuộc sống phước hạnh mạnh mẽ, bình an,
và có sức để bước tiếp trong cuộc đời này ngoài Chúa ra. Vì vậy, xin Chúa cho chúng con mỗi một ngày bám lấy Chúa, tìm kiếm Chúa, vì Chúa nói rằng hãy chúng con tìm kiếm Chúa bao lâu thì chúng con sẽ được gặp gỡ Chúa bấy lâu. Và Chúa ơi, hãy chúng con còn tìm kiếm Chúa chừng nào thì chúng con, Chúa ơi, sẽ được gặp gỡ Chúa chừng đó. Và cho chúng con, hãy chúng con còn sống bao lâu trên đất này thì nguyện mỗi đời sống của chúng con là một bài ca cho danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa vì suốt những ngày qua chúng con có những lời Chúa khích lệ từ mục sư Bùi Quốc Đạt. Cảm ơn Chúa đưa ông đến trong Hội Thánh Chúa trong vùng Arizona này, và chúng con ước ao được tất cả các Hội Thánh Chúa trong vùng, Chúa ơi, đều có những bữa ăn ngon thịnh soạn như vậy. Bởi vì con dân của Chúa, đàn chiên của Chúa xứng đáng được ăn cỏ xanh tươi và uống nước tịnh, Chúa ơi. Chúa thương xót. Khi chúng con được phước hạnh thì chúng con nhớ đến em mình đang sống trong một cái nơi đầy ẩm thấp, nghèo nàn và đầy rễ đắng, Chúa ơi. Xin thương xót anh em chúng con, thương xót Hội Thánh của Chúa. Khi chúng con được phước hạnh thì lòng chúng con lại nhớ đến em mình, đầy tới Chúa, những nhân sự trong nhà Chúa, những con chiên của Chúa đang sống vất vưởng tại trong nhà Chúa. Đúng rồi. Giống như một người anh cả sống ở trong nhà cha mình mà bị đói, bị khát, không thỏa lòng, Chúa ơi. Xin Chúa thương xót Hội Thánh Chúa, đặc biệt tại tiểu bang Arizona của chúng con. Nghe tiếng cầu xin của chúng con buổi sáng hôm nay trong phòng cầu nguyện này, Chúa ơi. Chúa ơi, khi chúng con được phước thì chúng con càng nhớ đến em mình nhiều hơn nữa. Xin Chúa thấy tấm lòng của chúng con Hội Thánh Vườn Nho tại thành phố Glendale này, và xin Chúa thăm viếng đồng đều hết tất cả các hội thánh trong vùng tiểu bang Arizona của chúng con, Chúa ơi. Giờ này những người lãnh đạo, những người quản nhiệm, những người mục sư, những người trang bày, họ đang làm gì, Chúa ơi? Nếu mà họ đang cầu nguyện thì chúng con ước ao rằng cái sự cầu nguyện sẽ là sự cầu nguyện hiệp một của các phòng cầu nguyện ở trong vùng này. Bởi vì chúng con biết rằng lời cầu nguyện mà Chúa ưa thích nhất là lời cầu nguyện hiệp một, lời nhất là người lãnh đạo. Sáng hôm nay chúng con dâng trình lên Chúa cái khó khăn, cái nan đề bao năm nay ở tại tiểu bang Arizona của chúng con. Tất cả những cái thành kiến, các sự vấp phạm, những cái sự đổ vỡ, những cái điều làm cho cả dân ngoại họ lắc đầu khi nghe về tin lành, Chúa ơi. Khi chúng con nghĩ đến những điều đó, lòng chúng con đau buồn. Và chúng con biết rằng Chúa ngày còn đau buồn hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Bởi vì Chúa nói rằng khi mà dân sự Chúa bị khốn khó thì Ngài cũng đau khổ nữa, Chúa ơi. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay cảm ơn lời Chúa đến với trong lòng của chúng con, thăm viếng chúng con, thúc giục chúng con, Chúa ơi, để những ngày sắp tới này chúng con sống tích cực hơn cho Chúa, nhìn mọi việc xảy ra xung quanh mình một cách tích cực, bởi vì mình có nương tựa nơi lời của Chúa, bởi vì chúng con có lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Và khi những nan đề thử thách xảy ra, lòng chúng con không chùn bước, không bỏ cuộc, không thối lui, mà chúng con cứ nắm vững lấy lời Chúa, theo gương của Chúa mà chúng con vượt qua hết mọi thử thách nan đề. Nguyện những thử thách, những nan đề làm đồ ăn của chúng con, để chúng con lớn lên, chúng con vượt qua những đồi núi, Chúa ơi, vượt qua những cái khó khăn. Xin Chúa ban bằng những gò nỏng của cái xứ sở này. Xin Chúa lấp đầy những cái hố trống. Xin Chúa làm cho con đường gập ghềnh được bằng phẳng. Xin Chúa sang bằng những nơi cao và cho đồng bằng trở nên một nơi để chúng con vượt qua. Và khi chúng con đi đến đâu thì nơi đó trở nên có mạch, Chúa ơi, để dân sự được hưởng phước và nhiều người ở ngoài kia được biết về danh Chúa để trở lại tin những ngày mục đích mà chúng con có mặt ở trên thế giới này, mục đích mà chúng con được Chúa yêu thương, chọn lựa và tin dùng là để rao truyền danh của Chúa. Chúa ơi, xin nấy lên vai chúng con những gánh nặng của linh hồn đồng bào của chúng con, Chúa ơi, để khi chúng con cầu nguyện rồi chúng con đi ra, khi chúng con mở miệng cầu nguyện rồi thì chúng con cũng được Chúa Thánh Linh mở miệng để nói về Chúa nữa. Chúa ơi, lần nữa chúng con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa, cầu nguyện cho dân sự Chúa, để mỗi một đời sống của chúng con sống có kết quả, có ích lợi cho nhà Chúa hơn nữa trong những ngày sắp tới. Cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay Ngài cho chúng con ngồi dưới bề chân của Chúa, và chúng con có tới ba vị mục sư
để cùng cầu nguyện, cầu thai và nâng đỡ, dạy dỗ, khuyên lên, khích lệ chúng con. Thật là một ơn phước lớn cho phòng cầu nguyện của chúng con buổi sáng hôm nay. Và chúng con thấy rằng những ngày vừa qua, Ngài ban phước cho hội thánh, Chúa ban phước cho phòng cầu nguyện. Xin Chúa cứ tiếp tục làm điều này, Chúa ơi. Và thấy tấm lòng của bạn cho chúng con đến đây trong buổi sáng hôm nay. Các chị em chúng con đến để tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, để nương cậy Chúa nhiều hơn nữa. Vì chúng con biết rằng, chúng con tưởng chúng con đã mất, nhưng mà chúng con được Ngài tìm. Chúng con đã chết mất, nhưng Ngài làm cho sống lại. Amen. Để thuật lại những ơn phước của Chúa và làm những công việc Chúa cách mạnh mẽ hơn trong ngày sắp tới. Amen. Sử dụng cái đời sống người chúng con. Đặc biệt là trong phòng cầu nguyện chúng con có Quỳnh Hoa, có Kim Huệ và có Tuyết Hương. Chúa ơi, xin Chúa sử dụng ba cuộc đời này để có thể đem đến niềm an ủi, niềm khích lệ, niềm hy vọng cho những chị em đang có hoàn cảnh giống như mình. Bởi vì vô cớ mà có những hoàn nạn thử thách, có những đổ vỡ trong đời của mình. Không vì đó mà chúng con ngã quỵ và chùng bước, buồn lòng. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì những điều đó xảy ra để Chúa huấn luyện chúng con mạnh mẽ hơn, để chúng con có những cái kinh nghiệm, chúng con có những cái từng trải với Chúa để chúng con có thể san sẻ nhau, san sẻ cho những người đang cần ở ngoài kia. Chúa ơi, chúng con đặc biệt nhớ đến Hồng giờ này đang ở bên Hàn Quốc. Chúa ơi, thương xót người cho em chúng con. Cảm ơn Chúa đã đưa người cho em chúng con đến trong hội thánh của Chúa để được yêu thương, để được nâng đỡ, để được khích lệ. Xin Chúa cho chị em chúng con trân trọng điều này để quay lại với Chúa, để gắn kết với các chị em mình trong hội thánh, để mạnh mẽ hơn trong những ngày sắp tới, để đắc thắng được những sự buồn rầu, những sự chán nản, những sự tuyệt vọng đang gặp ở trong hôn nhân của mình. Vì các con của em nữa, con cầu nguyện để Chúa mở đường để gia đình của em trở lại thờ phượng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Con nhớ đến vợ chồng anh Thuận và chị Trâm Anh ở bên Connecticut. Chúng con đã có dịp nói chuyện và vẫn thường xuyên liên hệ với anh chị. Và chúng con thấy tấm lòng của anh chị là những người đơn sơ, những người biết ơn của Chúa và biết ơn của Hội Thánh. Chúng con cầu nguyện để Chúa mở đường và sử dụng anh chị và làm những điều lớn và lạ trên cuộc đời của anh chị. Chúa ơi, một trong những người đứng vững trong những cái kỳ mà Chúa thăm viếng vừa qua, con cầu nguyện tiếp tục để những gì tốt lành trên gia đình này xin Chúa làm. Chúa ơi, con không biết tương lai, không biết cái chương trình hoạch định Chúa trên anh chị như thế nào, mà chúng con chỉ biết nương cậy giao phó gia đình này trong tay yêu thương của Chúa. Và xin Chúa tiếp tục làm cái điều này để chúng con thấy được cái dấu chỉ mà Chúa ban ơn, chúc phước trong những ngày sắp tới qua những gia đình mới tin Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa vì một buổi sáng phước hạnh được ở trong sự tương giao với Chúa, được ở trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh Chúa, và được ở Chúa ơi với nhau, với anh em mình. Thật là một điều phước hạnh cho gia đình, cho hội thánh và cho chính mình chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúng con dâng mọi sự lên trong bàn tay yêu thương của Cha và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của Hồng Diễm cho các chị em. Thì bây giờ chúng ta còn ở đây, sáng này thì cũng vô được nhiều anh chị em. Thì bây giờ còn lại tâm tình của chúng ta ở đây, thì chúng ta muốn tâm tình điều chi để mục sư Đạm sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Thì Huệ đi, Huệ nói trước ha. Cảm ơn Chúa, hôm qua thấy Huệ cũng cảm động với lời của Chúa. Huệ có muốn tâm tình điều gì qua sự dạy dỗ của Chúa, qua lời Chúa ngày hôm qua không? Alo 1234, nhớ mở microphone lên, không mở lên thì vừa tưởng tượng vừa nào nghe. Tự nhiên kêu em trước chị. Tự nhiên kêu em trước. Thì tại vì Hoài lúc nào cũng dạng dĩ mà hát, không cần tập hát mà. Amen. Sao mục sư nở nào reveal hết mấy cái secret của em? Hoài là một người nữ anh hùng mà tại Đức nữa rồi, cố gắng lên đi. Wow, thánh thần nhờ tất cả rửa ly nước. Dạ, rửa ly nước. Dạ em dâng lời cảm ơn Chúa là thật sự là thấy rất là phước, rất là có phước từ năm rồi cho tới đầu năm nay. Amen. Đã gặp và quen rất là nhiều mấy anh chị em, cũng có phước thêm là gặp được mấy mục sư
Dạ, nghe những bài giảng rất là được khích lệ, nhắc nhở rất là nhiều trong thời gian qua. Và cảm ơn Chúa là tuần này thầy lại nghe nghe được một sư Nạm, mấy bài giảng của một sư Nạm rồi, là kể như là cũng 3-4 bài giảng rồi ha. Rất là được khích lệ, thấy tâm tình của một sư đi hầu việc Chúa rất là mình thấy rất là thích, tại vì hả tụi em cũng khoái đi, giống như là Huệ, Hoa, Hương rồi cũng khoái đi đây đi đó vậy đó, rồi thấy công việc nhà Chúa khắp nơi đi truyền giáo đồ này nọ, thấy rất là một điều rất là khích lệ. Thì cũng không biết phải làm sao, thì cũng xin Chúa đó là trong tương lai có cơ hội sau này thì tụi em cũng có những thời giờ đi chung được mấy anh em ở bên Việt Nam. Thật ra đối với Huệ không nhất thiết phải Việt Nam, mà giống như là miễn là đi đi chỗ nào mà giống như đi mission trip, đi hầu việc Chúa, đi giúp đỡ mấy anh em là thấy vui. Và cái đó là một cái điều mà ơn phước Chúa cho mình, thấy mình đi ra đó thì mình mới thấy thật sự là ở ngoài kia còn rất là nhiều người cần Chúa hơn mình ở đây cũng rất là cần nữa, mà mình thấy ở ngoài đó họ thấy họ tiếp nhận Chúa một cách dễ dàng, một cách giống như là open heart đó. Giống như ở đây á, thì mình thấy là rất là khó để mà đưa người ta tới để tin nhận Chúa, đã khó rồi còn gây dựng họ cũng là một cái điều còn khó khăn hơn nữa, vì cái đời sống bên đây việc làm vật chất. Nhưng mà hãy cảm ơn Chúa là khi được tin Chúa, khi mà đi 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 lâu lâu được đi một cái mission đó, mình thấy ở ngoài kia đó họ tin Chúa một cách rất là đơn thuần và họ chấp nhận rất là một cách dễ dàng. Mình thấy rất là tuyệt vời, rất là được khích lệ. Rồi mình cảm giác như là khi ở đây á, mình lúc nào cũng gắn bó với nhau và chỉ trong nhau mà mình không có vươn ra đó. Và đó là một cái cảm giác là giống như là mình nhiều khi mình biết về Chúa rất là nhiều, nhưng mà mình bỏ Chúa trong một cái khuôn, một cái khuôn đó rồi để giữ lại cho mình thôi. Nhưng mà hồi học được là mình phải có một cái tâm tình mà muốn đi ra, muốn nói về lời Chúa. Mình đã tin Chúa lâu rồi, đáng lẽ mình phải là người để mà chia sẻ, để mà dạy người ta, giúp đỡ. Mà trong khi đó mình lúc nào mình cũng cảm giác như là mình là người cần giúp đỡ. Xin Chúa cho mình một cách suy nghĩ khác. Và đó là của em nhận được mấy tháng này. Đó, xin Chúa làm cho mình được realize, trỗi dậy và muốn học hỏi về lời Chúa, muốn biết về Chúa nhiều hơn, để mình có thể khi mà mình ra ngoài thì mình có những cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết về lời Chúa để mình chia sẻ về Chúa nhiều hơn cho những người cần Chúa. Dạ. Amen. Cảm ơn Kim Huệ đã chia sẻ tâm tình của Huệ, và sẽ cầu thay cho Huệ trong lĩnh vực đi mission năm 2023. Đó là điều mà Huệ mơ ước. Thì với lại mục sư cũng cảm thấy rằng Huệ có một cái sự can đảm hơn trong ba người bạn. Ba người bạn Hebrew, còn đây là hai ba người bạn Arizona. Thì ba cô gái thì Huệ là một trong ba người mà Huệ giản dị hơn hết. Và Huệ có một cái mối quan hệ với nhiều người mà mình sẽ cầu nguyện cho điều này. Quan hệ tức là có một cái mối quan hệ bạn bè, rồi 30 năm trước Huệ đã từng gom và đi thăm viếng những người mà đi diễn HO á, thì mình cầu nguyện cho điều này, bởi vì Huệ cũng quen với anh Tuấn Đoàn nữa, là rất là thân coi như trong gia đình nữa, cho nên mình cầu nguyện Chúa để năm mới này Chúa sẽ dùng cái sự quen biết của Huệ, nó rõ hơn cái sự quen biết đó, để mà Huệ tiếp cận với những người trong cộng đồng và những người quen như điều mà Huệ mơ ước. Thì mình nhận ra điều đó, mình sẽ cầu nguyện để Chúa dùng Huệ trong năm nay ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, rồi. Amen. Rồi amen, cảm ơn Chúa ha. Vậy đi, rồi bây giờ mình sẽ nghe người thứ hai là Quỳnh Hoa. Đó, cảm ơn Chúa. Hôm nay Quỳnh Hoa có vô nữa. Cảm ơn Chúa Quỳnh Hoa. Hôm qua thì thấy Quỳnh Hoa lúc mà cầu nguyện đó, Quỳnh Hoa khóc rất là nhiều luôn. Cảm ơn Chúa là Chúa đụng tới Quỳnh Hoa. Thì Quỳnh Hoa có mơ ước gì cho năm mới này? Để một sư Đạm và Vọng Canh đây sẽ cầu thay cho Quỳnh Hoa ha. Quỳnh Hoa nhớ mở microphone lên chứ không thôi nói
người ta tưởng tượng Quỳnh Hoa đang nói gì đó. Rồi xin mời Quỳnh Hoa. Rồi cũng giống như câu của hòa sư, một sư không mời cái người muốn nói nhất. Thì từ từ đi cũng tới à, rượu ngon thì người ta phải đem ra sao chứ. Rồi Quỳnh Hoa có điều gì cảm động và lời Chúa đụng tới Quỳnh Hoa và mơ ước gì trong năm mới thì xin Quỳnh Hoa chia sẻ để mà vòng canh công việc cho Quỳnh Hoa. Dạ cảm ơn mục sư, cảm ơn Chúa. Nói chung là mấy tuần qua được ăn linh lương của Chúa thật là phước hạnh. Quỳnh Hoa cũng học được nhiều điều. Và Quỳnh Hoa cũng nói là hôm qua nghe mục sư Đạm chia sẻ về câu chuyện của cái người đàn ông bán muối. Quỳnh Hoa nói, sao Chúa không cho con được nghe câu chuyện này sớm để con ngợi khen Chúa trong cái hoàn cảnh khó khăn mà mấy tháng trước con bị stress đến nỗi mà hả, con không còn nhận ra con là ai nữa, con cáu gắt, con khó chịu, con bực bội, con nói chung là con chỉ biết hả cầu nguyện với Chúa trong cái sự mà buồn bực cay đắng trong cái business của mình, nhưng mà nói chung là vẫn cảm ơn Chúa, là vẫn ôm chặt lấy Chúa, không dám bỏ Chúa. Và nhớ đến lời của mục sư Trần Mạnh Hùng Minh Cali là dù có bên Đức là dù có bất cứ hoàn cảnh thế nào cũng đừng có buông tay, mà cho dù có buông tay thì phải lấy răng mà cắn Chúa. cái câu của người Bắc họ mục sư nói mà Quỳnh Hoa cứ nhớ hoài là cứ phải ráng mà cắn chặt lấy Chúa. Thì Quỳnh Hoa mặc dù là rất là buồn bã trong cái cuộc đó, nhưng mà Quỳnh Hoa vẫn cảm ơn Chúa là cho Quỳnh Hoa có cái sự hy vọng là Chúa hoàng dù thuận cảnh hoặc nghịch cảnh cũng đều trong ý muốn của Chúa, và cảm ơn Chúa là cho Quỳnh Hoa vượt qua được trong thời gian qua. Thì nghe một sư nói thì Quỳnh Hoa cũng nói sao phải ước gì, Quỳnh Hoa nghe được cái đó để Quỳnh Hoa cảm tạ Chúa trong cái sự mà mất mát đó, nhưng mà Quỳnh Hoa lại suy nghĩ rằng biết đâu cái điều mà mỗi người Chúa cho mỗi một hoàn cảnh khác nhau, chứ không phải ai giống ai. Chúa cho Quỳnh Hoa ra khỏi cái business đó thì cũng là một cái phước hạnh lớn cho Quỳnh Hoa, để Quỳnh Hoa có thể có được lại cuộc sống an nhàn bình an như trước kia. Còn nếu như mà Chúa cho Quỳnh Hoa tiếp tục có cái công việc đó trong cái sự khó khăn mệt mỏi thì cũng chẳng có đem đến cho Quỳnh Hoa cái sự ích lợi gì trong vừa tâm linh cũng như vừa lẫn thể xác Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa nói chung là tất cả Quỳnh Hoa khóc khóc cái hôm qua Quỳnh Hoa khóc vì Quỳnh Hoa rất 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 là cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn thương xót Quỳnh Hoa trong cái hoàn cảnh khó khăn, mặc dù mất mát một số tiền lớn, nhưng mà Quỳnh Hoa vẫn cảm ơn Chúa rằng Chúa đã kéo Quỳnh Hoa ra khỏi cái hố sâu đó, Chúa đã kéo Quỳnh Hoa ra khỏi cái nghịch cảnh đó, cho nên Quỳnh Hoa khóc. Và cái khóc thứ hai là Quỳnh Hoa cảm nhận được rằng ở đây rất là đầy đủ dư dật trong mọi sự từ mọi thứ, nhưng mà lúc nào mình cũng cứ càm ràm, cũng cảm thấy là khó khăn, cũng cảm thấy là thiếu thốn, trong khi những hoàn cảnh mà mục sư kể như mục sư nói về những cái hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống của những người ở những miền sâu miền xa và ở những nơi này nọ, họ vẫn vui vẻ, vẫn cảm tạ Chúa, vẫn ngợi khen Chúa trong mọi sự đó, trong khi mình vẫn có nhà cao cửa rộng, xe đi, đồ ăn thì không thiếu một cái gì, mà mình cứ lầm bầm cào rào, mình cứ cảm thấy mình ăn năn hối hận, xin Chúa tha tội cho mình về những cái điều đó, và xin Chúa chúc phước cho mình qua ước ao rằng xin Chúa chúc phước cho Quỳnh Hoa cũng giống như Kim Huệ có được cái sự hầu việc Chúa, không phải nhất thiết là phải đi ra làm giáo sĩ truyền giảng hay cái gì đó, thì nhưng mà xin Chúa cho Quỳnh Hoa có được cái sự mà mở lòng tiếp tục hầu việc Chúa trong mọi sự bằng mọi cách nào mà Chúa cho Quỳnh Hoa có thể làm được trong cái khả năng của Quỳnh Hoa. Thì đó là cái điều mà ước ao trong năm mới này của Quỳnh Hoa trong mọi sự. Và xin Chúa sử dụng Quỳnh Hoa như một viên gạch, như một cái đinh ở trong nhà của Chúa, để mà tiếp tục xây dựng cái công trình mà Chúa đã đặt để cho mỗi một con cái của Chúa ở dưới đất này. Dạ, Quỳnh Hoa xin hết. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời tâm tình của Quỳnh Hoa và đã ghi lên đây rồi thì...
sẽ cầu nguyện cho Quỳnh Hoa theo như những gì mà Quỳnh Hoa đã chia sẻ và trình bày ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Nhắn thêm là nếu mà trong năm 2023 này mà các chị em mà chúng ta luôn nói chung mà chúng ta có đi Việt Nam, chúng ta muốn hầu việc Chúa và muốn đi thăm những cái nơi mà một sư đạm đã đang hầu việc Chúa, thì chúng ta cứ liên lạc với mục sư để chúng ta tháp tùng, để mà chứng kiến luôn những gì mà tai nghe bây giờ thì mắt mắt sẽ thấy trong năm 2023 này. Amen. Rồi bây giờ thì Tuyết Hương có điều gì muốn chia sẻ tâm tình không? Xin mời Tuyết Hương. Dạ, Hương xin chào phòng cầu nguyện. Chào Hương. Một sự cái người nhát nhất mà một sự để cho sao nhất cái lúc mà chờ đợi nó càng rung hơn nữa đó một sự. Bởi vậy một sư là lúc nào cũng bị khó xử à. Sớm nay cũng gì cũng có câu nói hết trơn à. Giờ sao giờ? Thấy chưa, ai cũng muốn Hương nói trước đó. Chờ đợi mà biết là mình sẽ gọi tên đó. Tên rung lập bập luôn đó. Bây giờ đề nghị Tuyết Hương mở video lên luôn, thấy thì hết rung. Cái này không rung nữa mà bỏ chạy đó mục sư. Vậy đó. Cảm ơn Chúa là trong những ngày qua Chúa có dẫn dắt, có đưa những tôi tới Chúa được ơn đến với hội thánh mình và đến với vùng Arizona. Trong tuần rồi cho tới tuần này thì cảm ơn Chúa là Hương cũng nhận lãnh rất là nhiều qua sự chia sẻ của mục sư Đạm. Hương cũng rất là tâm đắc với lại cái câu chuyện của cái ly nước của mục sư là giống như trong cuộc sống của Hương cũng có những cái quá khứ, những cái thăng trầm trong cuộc sống, những cái hoàn cảnh rất là gọi là đặc biệt. Thì lúc đó có phần Hương có phần hỏi Chúa, dường như là trách Chúa là tại sao Chúa đã để những cái câu chuyện này đến với cuộc đời của mình và đến với cuộc sống của mình như vậy. Thì lúc đó thì mình lòng mình bất an, mình không có được sự vui thỏa, thì mình có những cái câu, những cái lời, những cái câu hỏi trách Chúa. Nhưng mà sau những thời gian mà mình tìm kiếm Chúa, mình bám Chúa, mình ôm chặt lấy Chúa, thì Chúa cho Hương một cái câu hỏi là tại sao Chúa đã làm cái điều này trên đời sống của Hương. Thì Hương rất là phước hạnh và nhận được những gì mà Chúa ban cho Hương, và Hương được làm con của Ngài trong trên đời này. Thì mình đã được Chúa bồng ẩm và giúp mình vượt qua những cái hoàn cảnh đó. Và một cái nữa là Hương rất là được khích lệ là hôm bữa thứ bảy thì mục sư có chia sẻ về vấn đề thờ phượng, ca hát, ngợi khen. Thì mọi người cũng biết rồi, cái chất giọng hát của Hương là chất giọng chì. Hay 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 hay. Áp dụng ngay, áp dụng ngay. Nhưng mà chú cho Hương rất là yêu thích thờ phượng, hát ngợi khen. Ở nhà thì cũng thường hay líu lo, nhưng mà Hương giống như là Hương nhớ đến khi mà David khải đàn cho Saul đó, thì những ác thần phải lui ra, thì những cái biến cố, những cái khó khăn, những cái gì mà trong quanh trong cuộc sống của mình khi mà mình thờ phượng Chúa, thì những điều đó dường như là một cái xiềng xích mà Chúa bẻ gãy hết. Thì Hương cảm ơn Chúa là cho Hương yêu quý về tôn trọng về cái thờ phượng, về âm nhạc. Dạ, Hương cảm ơn Chúa là cũng xin Chúa giúp Hương trong năm mới đây có những cái cưu mang, những cái gì mà Chúa đặt để trong lòng Hương từ xưa đến giờ, thì cũng xin Chúa giúp Hương vạch ra một con đường để mà mình biết rõ ràng, để mà mình bươn theo một cách chặt chẽ hơn để Chúa, trong sự kêu gọi của Chúa. Và cũng giống như Chúa cũng xin Chúa cũng giúp mình là làm một dân sẵn lòng, để khi mà công việc gì nếu mà Chúa có cần đến thì Chúa cứ cho Hương hết lòng làm cái điều đó cho Chúa. Amen. Dạ, Hương chỉ có bấy nhiêu lời thôi ạ. Cảm ơn mục sư và cảm ơn phòng cầu nguyện. Amen.
Cảm ơn lời tâm tình của Tuyết Hương, rất là được khích lệ. Và Tuyết Hương cũng như các chị em đã áp dụng ngay những bài học mà chúng ta học trong những ngày qua, mình rất là vui và cảm ơn Chúa. Là người hầu Chúa trang bày thì thầy nghe những con chiên, con cái Chúa nói những điều này thì không có gì vui bằng đâu quý vị. Vàng bạc không thể so sánh được cái sự vui mừng mà con cái Chúa được trải nghiệm với Chúa. Cảm ơn Chúa và cảm ơn Tuyến Hương, và đã ghi lên đây rồi nha. Ở trên này là mình đã ghi xuống những điều mơ ước của các chị em, mong ước chúng ta sẽ cùng cầu thai. Và bây giờ thì hồi nãy thấy Xuân Phương từ bên Việt Nam, Xuân Phương có nãy có giơ tay á, raise hand rồi, giờ không biết sao chắc lâu quá rồi bỏ tay xuống rồi. Mời Xuân Phương. Xuân Phương nói đi Xuân Phương. Dạ. Rồi, rồi. Dạ, nói lại xíu mà không biết. Xuân Phương chỉnh lại cái microphone đi, nghe nó hơi bị rè đó Xuân Phương. Nghe chưa? Sư Phương để cái microphone nó gần gần miệng mình đó, hãy để mấy cái điện thoại gần miệng đi, nó bị rè đó. Rồi rồi thôi, bây giờ cứ nói đi, rồi nghe nghe một xíu, cố gắng nghe không sao. Rồi mời Sư Phương nha. Cảm ơn Chúa là hồi nãy cũng nghe sư đáp chỉ lời chị đẹp. Chính thời đó qua có cái câu chuyện như là nói về cái người làm người đàn ông ấy. Dạ. Em nhớ nói là sự thay về những lần đó, nhưng mà được cái chờ lớn lên có nghĩa là hồi xưa đó thì số không mà nhưng mà khi đã đứng lên bắt đầu là số không thì thấy chú nó đi trước rất là tốt. Tạm biệt. Đúng rồi. Chắc Sương Phương Sương Phương Sương Phương nhắn lại cái tin nhắn đi, tại vì Sương Phương nói ở đây mọi người không có nghe được rõ, nghe được luôn à, nghe 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 nó nổ nổ rồi à, không nghe được Sương Phương ơi. Bây giờ Xuân Phương tắt đi, rồi Xuân Phương vô lại. Mục sư nghĩ là được, Xuân Phương tắt rồi Xuân Phương vô lại cái vọng cam đi. Mục sư nghĩ là nó sẽ ổn định hơn đó. Ha. Rồi. Không sao đâu, Xuân Phương thoát ra, Xuân Phương vô lại thì sẽ được. Mục sư nghĩ là như vậy sẽ tốt hơn. Đó, nó bị chụp cái lâu, mà cái zoom nó bị trục chặt vậy đó. Mình cũng không biết, chắc là phía bên Việt Nam, không sao đâu. Rồi, bây giờ trong lúc chờ Xuân Phương thoát ra ngoài, Xuân Phương sẽ quay vô lại đó, thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Đây, có vô lại nè, có vô lại một cái khác nè. Mở hai cái một cái. Dạ. Thì cái này chắc là bị trục trặc, này vô cái kia để coi sao. Hú một cái mình biết liền. Rồi. Dạ. Alo. Rồi nghe rồi. Dạ. Dạ nghe rồi, không sao. Đây là nghe rõ rồi. Dạ cảm ơn Chúa là hồi nãy em nghe một sư đạm hay đạm giảng chia sẻ lời cũng được khích lệ cũng như chính đời sống của tôi. À, khi xưa tôi nhớ lại cái câu chuyện khi xưa thì cảm ơn Chúa là đáng lý tôi không không ai gì, nhưng mà tôi chỉ là con số không thôi, nhưng mà cảm ơn Chúa khi mà Đức Chúa Trời Ngài có cách chương trình Ngài cứu chính đời sống của tôi, thì cảm ơn Chúa Ngài đi trước tôi thì thấy Chúa là đứng mở một con đường. Cảm ơn Chúa. Và cái câu chuyện mục sư đã nói là cái người làm công á với cái người chủ đó, thì tôi thấy cảm ơn Chúa khi tôi làm, khi được Chúa Đức Chúa Trời vớt lên đó thì tôi cũng làm việc cho cái người chủ đó cũng rất khó tính, nhưng mà họ không kể lại với chính tôi, nhưng mà họ kể lại với cái người bạn của họ. Tôi thấy cảm ơn Chúa, Chúa làm lạ lùng mà tôi được ơn trước mặt họ và Chúa cảm động lòng của họ. Và từ hồi đó là tôi đi chỉ đi bán cái số thôi, mà cảm ơn Chúa là từ từ Chúa cứu rồi hả, là ước ao có một cái công việc làm, mà cảm ơn Chúa, Chúa đưa dẫn thì thấy cảm ơn Chúa là Chúa mở đường làm được cho cái người sếp này ở nước ngoài. Và tôi cũng quý vị nghĩ rồi, tôi chỉ bán cái số thì đâu có một cái tương lai, có nghĩa là học hành thì đâu không có nhiều. Và cảm ơn Chúa, Chúa là thật tuyệt vời, khi mà Chúa đưa lên thì Chúa cho đứng giống như hàng đầu chứ không phải là hàng đuôi. Cảm ơn Chúa điều đó.
Cảm ơn Chúa, và tôi thấy rất là Chúa có chương trình kế hoạch trên đời sống của tôi cho đến ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa là khi người chủ tôi làm việc cho người chủ đó, họ rất khó tính, nhưng mà tôi cũng hết lòng tôi làm việc cho họ. Nhưng mà cái cảm ơn Chúa là Chúa dẫn đưa và Chúa cảm động lòng họ, họ cho tôi học tiếng Anh, họ cho tôi học vi tính, tôi họ cho tôi hả là chẳng những vậy họ chỉ dạy cho nữa. Cảm ơn Chúa cho tiền để đi học. Chúa làm cái này, điều này Chúa làm lạ lùng. Không phải mình nói cái gia đình mình không thấy được, nhưng mà Chúa có cách chương trình của Chúa trên đời sống của tôi, và thấy cảm ơn Chúa. Và tôi làm việc cho họ xong, cái từ từ họ nâng, họ cho tôi làm, không họ nói bây giờ không cần làm giúp việc nữa mà làm như quản lý cho cái mấy cái người mà đi giao hàng á. Khi tôi biết học vi tính rồi, xong rồi cái tôi quản lý cho mấy người họ đi giao hàng mà ở khu quận 7 á, quận 7 á, hồi đó làm việc ở quận 7, sau này về quận 2 Thảo Điền làm. Cảm ơn Chúa, khi sếp đi đâu thì người đại tớ đi theo đó. Cảm ơn Chúa, Chúa là đường. Cảm ơn Chúa cho đến mấy năm vừa sau này thì sếp đi về nước luôn rồi, thì sếp có truyền lại cái nghề làm bánh. Cảm ơn Chúa, Chúa cho mở đường, và không ai được vậy, nhưng mà chỉ có Chúa làm, truyền cho tôi là làm bánh và chỉ hướng dẫn cách như người business như thế nào, có nghĩa là làm thương kinh doanh á. Cảm ơn Chúa, cho đến ngày nay tôi cũng ước ao mở hoạt động lên thêm, giống như mục sư Nhân Đông nói cái về việc cái người mà họ gánh muối, câu chuyện mục sư nói hôm bữa người gánh muối thôi và từ từ được xe bán, có được cái xe muối, sau này được cái triệu phú gì đó, nhà kinh doanh bỏ chỗ là toàn là muối không. Cảm ơn Chúa, cái câu chuyện đó là chính đời sống của tôi, cũng như một sư đạm mới nãy chia sẻ. Cảm ơn Chúa. Đọc tôi cũng được khích lệ điều đó. Tôi tuy là hồi nãy giờ tôi cũng làm bánh, nhưng mà tôi cũng vẫn lắng nghe. Cũng có hiệp lòng, tôi cũng cầu nguyện, cũng cảm ơn Chúa, cũng có hát, và tôi đang tập hát cái bài hát dân ca. Wow. Dân ca Nam Bộ, xuân vui xuân đến đó một sớm. Amen. Lý cây bông đó. Đang tập. Điều lý cây bông đó. Lý cây bông, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Thầy xin, tôi cũng ước ao là em mở bánh thêm, cũng như bán thêm đó. Dạ, xin cầu nguyện thêm lời cầu nguyện để bán được thêm nhiều bánh đó. Dạ, cảm ơn. Cái có bỏ mối thêm á. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin hết. Amen. Cảm ơn sư Phương con đã chia sẻ và tâm tình. Thì chúng ta trên cái màn hình chúng ta có bốn người, đã bốn chị em đã nêu lên những điều ao ước và khao khát cho năm mới, thì sẽ kính mời một sư đạm cầu nguyện cho các chị em này. Không biết là trước khi cầu nguyện còn ai trong chúng ta có những cái lòng mơ ước. Mai Trinh đây, Mai Trinh, mời Mai Trinh giơ tay. Dạ. Dạ, em cũng cảm ơn Chúa là đã đi ô tô về hai con rồi. Cảm ơn Chúa là trên đường đi nghe cái bài của mục sư Đạm đã chia sẻ, thì em cũng cảm ơn Chúa. Giống như là hồi nào giờ mình cũng đi với Chúa cầu nguyện, nhưng mà có những lúc mình nghĩ là tại sao mình cũng gặp những cái chuyện buồn, thì cảm ơn Chúa là mình là Chúa không bao giờ mình Chúa. Và qua cái câu chuyện mà cái bài mà cảm ơn Chúa, là ba cái bài của một Đạm cho em thấy được là giống như là cái lưới chài, cái ly nước và cái câu chuyện của người chủ, thì mình thấy là những cái hình ảnh mình đều có ở trong những cái điều đó. Có nhiều khi mình nhìn một cái điều là mình hay than phiền, thì cảm ơn Chúa qua cái bài ly nước đó cũng cho em cái nhìn là mình nhìn tích cực hơn là mình nhìn cái điều tiêu cực. Và
Với lại cái câu chuyện mà người chủ thì giống như khi mà mình làm một cái điều gì đó thì mình nghĩ khi mà mình nhìn là mình làm cho Chúa thì mình sẽ không có cái sự nản lòng hơn là mình nhìn vào con người thì mình rất là dễ chán, dễ nản lòng và dễ bỏ cuộc. Thì xin mục sư cũng cầu nguyện cho chính bản thân của em là năm 2023 này là khi mà có những cái thời gian như biến như này kia thì cảm thấy là không có ích lợi gì, thấy hơi nặng lòng cho em những cái điều đó là dù làm công việc Chúa thì mình đừng có dễ nản lòng, tại vì Chúa nói là hãy giống như là khi mà mình kiên trì thì mình sẽ nhận được kết quả, mà nhiều khi mình là hay dễ cái sự bỏ cuộc. Xin Chúa cũng cảm ơn Chúa là qua bài học hôm nay thì cái điều mà mục sư nói là giống như là xin Chúa cho cái lòng mình lúc nào cũng vui vẻ, tại vì mình có những lúc mình ngồi lại mình nghĩ đến chuyện này chuyện kia thì mình rất là dễ bị buồn. Cảm ơn Chúa. Amen. Những câu kinh thánh này làm khích lệ em hơn là dù ở trong hoàn cảnh nào thì mình cứ ngợi khen Chúa và ca ngợi Chúa. Có những mình buồn nhưng mà xin Chúa khiến cho lòng mình vui vẻ. Bởi vì Chúa nói là lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay, còn trí năng sợ làm xương cốt khô héo, thì xin Chúa cho lòng của em luôn luôn vui vẻ trong năm 2023 này, dù có những cái khó khăn, dù có những thử thách, nhưng mà giống như lời chị Diễm cầu nguyện sáng nay là cái đó là đồ ăn, và Chúa nói là chúng ta ban việc đạp rắn và bò cạp, thì những cái điều đó nó phải dày đạp ở dưới chân mình nữa, chứ không có để những cái đó làm cái sự buồn phiền nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm động lắm mấy Trinh ơi, tạ ơn Chúa. Những gì mà Trinh nói thì chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho Mai Trinh giờ này. Cảm ơn Mai Trinh ha. Mai Trinh yên tâm, chúng ta sẽ cùng hiệp một lại cầu nguyện. Tất cả các chị em chúng ta đã nêu lên ở đây, số chị em chúng ta ở đây thì chúng tôi sẽ nhớ cầu nguyện. Ghi trên cái bảng này thì sẽ ghi nhớ và sẽ cầu thay cho quý vị. Bây giờ thì còn ai trong chúng ta muốn tâm tình thêm về những cái ao ước của mình không? Trước khi chúng ta sẽ hiệp với lại mục sư Đảm để mục sư cầu nguyện đặc biệt cho quý vị sáng hôm nay trong vòng canh này. Dạ có em mục sư ơi. Mai rồi, chào. Mai rồi, xin mời Mai. Cảm ơn mục sư, em thấy trễ quá em cũng không dám nhưng mà em không sao em rồi. Cũng dâng lên một chút xíu là em khi em nghe mục sư nói thì em cũng có một cái sự ăn năn với Chúa là có khi em muốn thờ phượng nhưng mà có một cái sự cản trở, giống như là em muốn hát xong tự nhiên có cái gì nó giống như cái phone mình cầm cái phone mình hát rồi mình tự nhiên có cái gì nó distract mình á. Em muốn cầu nguyện để mình tập trung Chúa nhiều hơn, với lại có nhiều khi mình nó mình bệnh thì mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà cứ lo ra những cái gì đâu không đó. Em cần cái sự cầu nguyện của anh em để mà thoát khỏi cái sự tấn công này. Em cũng rất mệt mỏi thì em biết là cái sự cầu nguyện với Chúa thờ phượng với Chúa nó quá rồi để chữa lành em, nhưng mà khi em hát hay em gì đó thì có những cái sự tấn công như distract, những cái gì đó nó ngoài nó ra la, nó làm những chuyện làm em không có tập trung được á mục sư. Xin nhờ mục sư anh chị em cầu nguyện cho em để mà em tập trung hát thờ phượng với đọc kinh thánh nhiều hơn. Amen. Để mà em có thể làm được nhiều việc hơn, chứ em thật sự em có rất nhiều ước mơ, có rất nhiều cái điều phải làm, nhưng mà tối ngày em bị như vậy em quay quẩn như vậy em rất là mệt mỏi một sự đó, đó. Dạ, yeah. Xin anh chị em giúp em với em thật sự em rất là mệt mỏi, không làm được gì, một tháng nữa em không làm được gì, không bước ra ngoài, không làm được gì hết. Vâng. Lúc em nhớ em là một sư đó, em cảm ơn Chúa khi em bị thức 4 giờ sáng nhưng mà tự nhiên sao lại không dậy được nổi nữa. Em bị tấn công, em mệt mỏi luôn lắm luôn, em không có thể làm được gì luôn. Cảm ơn Chúa vì vọng canh này là chỗ để các chị em và tất cả chúng ta nơi chúng ta ẩn náu nơi Chúa, và chúng ta đã trao phó đúng cái chỗ để mà chúng ta xin Chúa vận hành, Chúa giúp chúng ta. Và cảm ơn Mai đã nói lên kịp thời điều này, bởi vì Mai Trần sẽ tham gia trong cái ban thờ phượng của VCA vào tuần sau, vào tuần này, cuối tuần này. Cho nên điều Mai Trần nói ra rất là quan trọng để chúng ta cầu thay. Chúa sẽ gỡ
mở trói và phá tất cả những cái xiềng nào đang cản trở mại trần ở trong cái vấn đề đọc lời Chúa khi hát thờ phượng Chúa, không có bị phân tâm và không có bị lo ra. Cảm ơn Chúa. Một điều mà muốn làm chứng đây trước khi chúng ta cầu nguyện là anh Tịnh á, hôm đêm giao thừa thì anh có gặp chấp sự Thiên Ân và trình bày cái nỗi lo của anh, cũng na ná giống như là mai trần vậy. Cứ mỗi lần mà anh đọc kinh thánh hoặc là anh nghe lời Chúa đó thì anh ngủ, lúc mà đầy tới Chúa giảng thì anh ngủ ngon dữ lắm, mà buồn ngủ, nó cơn buồn ngủ kéo đến không cưỡng được. Thì chấp sự Thiên Ân có hướng dẫn và dùng lời Chúa để dạy, hướng dẫn rồi thì cầu nguyện để mở trói cho anh Tịnh. Thì tôi để ý là hôm thứ năm vừa rồi khi mà đến dạy kinh thánh cho anh á, anh và chị đó, thì anh tỉnh rủi luôn, và anh nói tôi không có buồn ngủ nữa, Tịnh không buồn ngủ nữa. Rồi ngày hôm qua thì anh, tối thứ bảy thì anh đi nghe nghe một sư đạm giảng thì anh cũng thức, anh tỉnh luôn, anh nghe. Sáng hôm qua nhóm lại thì anh, tôi đứng ở trên tôi nhìn xuống, tôi quan sát thì tôi thấy anh cũng tỉnh táo, nghe làm chứng mà không hề buồn ngủ. Thành ra khi chúng ta nói ra cái nan đề của mình, chúng ta công bố ra giữa thâm thiên bạch nhật, chúng ta tuyên bố nó ra đó, chúng ta làm chứng và chúng ta xưng nhận ra đó, thì kinh thánh ở trong Gia Cơ đoạn 5 Chúa nói rằng khi chúng ta xưng ra những cái yếu đuối của mình á, ngay cả tội lỗi của mình, thì được tha và chúng ta được chữa lành. Cảm ơn Chúa. Cho nên giờ này chúng ta tin rằng Mai Trần đã được giải cứu rồi, bởi vì cái sự công bố ra của Mai Trần, chỉ cần chúng ta cầu thay cho chị em chúng ta thêm. Và bây giờ chúng ta cùng hiệp một lại với một sư đạo, xin mời một sư cầu nguyện cho những tên mà chúng ta thấy ở trên đây của các chị em. Dạ. Dạ, trước khi cầu nguyện thì Đạm nhắc lại cái lời của cái chị vừa bằng bánh á, Xuân Phương. Dạ, dạ. Xuân Phương. À, bây giờ chúng ta sẽ ngồi lại tính sổ với Chúa và tính sổ với ma quỷ. Cho em cộng thêm tí xíu được không? Dạ. Hấp dẫn quá, tự nhiên không sao, hôm nay Tết mà. Khi mục sư đã nói là tính sổ với Chúa thì cho em xin tính sổ với Chúa tí xíu. Em không dám tính sổ với Chúa đâu, nhưng mà em cầu xin Chúa ban phước. Dạ. Rồi. À, em biết là Chúa biết tấm lòng của mỗi người chúng ta. À, mỗi người có một cái nhu cầu khác nhau. Nhiều khi cái cản trở của em đó, nghe Mai Trần thì thấy rất là thương, nhưng mà em cũng có lúc bị gì đó mục sư, giống như bị phân tâm á. Cho dù nghe một bài giảng nhưng mà giống như cái đầu của em á, giống như không hề ngưng lại một chỗ, lúc đi ngủ cũng không hề, giống như không có được nó cứ lost cái focus á, vậy mình không có tập trung được. Cầu nguyện cũng vậy, giống như cái đầu của em nó suy nghĩ hàng trăm thứ ở trong cái đầu vậy đó, mà nhiều khi em nói chú ơi kéo con lại đó là nó rất là phân tâm luôn á. Nhưng mà đó thì em biết là trong đó thì có rất là nhiều sự lo lắng, mặc dầu muốn đi hầu việc Chúa, mặc dầu muốn đi những nơi, nhưng mà thật sự là em thì cũng thiếu cái sự hỗ trợ về tinh thần, gia đình, tài chánh, trong business, trong này kia, thì xin Chúa Ngài cũng thấy thương rồi hỗ trợ cho em những điều đó để em có thể đủ sức để mà làm những chuyện đó, rồi giúp cho em có thêm một cái sự bình an mà khi mà mình làm một cái điều đó đều tập trung quá vậy, mà cái mình không có suy nghĩ lung tung nhiều thứ mà không có tập trung được một thứ nào hết vậy. Xin Chúa giải cứu và việc này ha, bị phân tâm với là không tập trung được trong sự cầu nguyện nghe lời Chúa cũng như là suy nghĩ cho cái business của mình. Cá nhân, business, everything. Thương chị Mai Trinh, ơi dọn qua gần vườn nho đi. Amen. Đó là cái điểm mạnh của Kim Huệ đó, giản dị dễ sợ luôn. Cảm ơn Chúa. đó những lúc mình cảm giác như vậy đó thì rất là được khích lệ, được mấy người bạn nói, nếu mà chị ở gần gần đó, thì giống như là tiếp xúc tụi em nhiều hơn để nói chuyện hỗ trợ tinh thần với nhau thôi, cũng đỡ buồn điều đó thôi. Mai mốt mình sẽ lên. Amen. Cảm ơn Chúa. Chú sắp phấn người ngoài thánh rồi, như mục sư Đạm nói đó, chú dùng
cái tôi tới Chúa theo từng lúc từng hồi, và chúng ta thấy điều đó đang đến gần chúng ta lắm. Cảm ơn mục sư, Chúa đã đưa mục sư đến. Dạ. Bây giờ thì chúng ta cầu nguyện nha mọi người nha. Dạ. Xin chúng ta mục sư như có chia sẻ gì đó. Dạ, mục sư tiếp tục đi ạ. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ ngồi lại với con số cụ thể. Chúa muốn tính sổ ma quỷ dùng cho chúng ta. Amen. Nó phải trả lại gấp 7 lần những gì nó lấy của chúng ta. Amen. Có bao nhiêu con số không mà nó tạo nên cuộc đời. Amen. Chúng ta từ hôn nhân, từ tiền bạc, từ công ăn việc làm, từ mối quan hệ, từ trong cái sự vui thích với Chúa, từ trong cái sự kha say mê đọc kinh thánh, từ trong cái sự tâm huyết quyết định cầu nguyện, nó lấy chúng ta và nó để lại cho chúng ta một con số không. Thì sáng nay chúng ta lấy tấm lòng tâm linh mà chúng ta công bố là Chúa, nó phải đền lại gấp 7 lần cho chúng ta. Amen. Amen. Nó phải đền lại gấp 7 lần cho con, bởi vì nó không được phép, vì Ngài có hứa với con rằng Ngài đem chúng con đến sự sống và sự sống dư dật. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ mạnh miệng giống như chị Kim Huệ, mạnh miệng. Amen. Ma quỷ, mày phải đền lại gấp 7 lần cho ta. Amen. Tại vì lẽ thật kinh thánh nói rằng mày phải đền lại gấp 7 lần những gì mày lấy của ta. Amen. Và tất cả những gì mà ta có lại đó thì ta sẽ thờ phượng Chúa, ta sẽ tôn vinh Chúa, ta sẽ tận hiến cho Chúa. Giống như ông Giớp, nó lấy đi rồi nó phải đền lại. Và Đức Chúa Trời rất là công bằng cho những người đêm ngày kêu xin năn nỉ nắm áo cán Chúa, là Chúa nó phải đền lại gấp 7 lần cho con. Amen. Và con hứa giống như là cái lời hứa của bà anh em, khi mà Chúa cho con có, con sẽ dâng nó cho Chúa. Amen. Con sẽ cho Chúa vay mượn suốt đời đứa con trai duy nhất mà con có từ ngày con lấy chồng. Và Chúa không những ban cho bà một đứa con mà sau đó có những đứa con, và bà làm đúng theo lời hứa nguyện. Thật ra chúng ta hãy nhớ, mình phải làm như một sư đông nói là chúng ta phải có một cái kết ước và có một cái quyết định trả xong điều mình hứa nguyện ở trước mặt Chúa. Amen. Mình đây là một cái chuyện nó cũng phải là chiến trận nữa. Tại vì nếu mà chúng ta dân một đồng, dân 10 đồng thì dễ dân, nhưng mà dân 1.000 đồng, dân 10.000 đồng nó là khó dân. Nhưng mà nếu chúng ta dám dân 10.000 đồng thì Chúa sẽ làm cho chúng ta được 100.000 để dân 10.000 đồng. Thành ra là xin Chúa giúp đỡ. Đây là một cái quyết định mà chúng ta cần có ở trong cái buổi sáng hôm nay, và trong từ đây cho đến những cái ngày mà ma quỷ nó phải đòi gấp 7 lần cho mình, đó là nó lấy cái gì của chúng ta, nó để lại cho chúng ta cuộc đời với một cái mảnh vỡ bằng con số 0, thì Chúa sẽ là số 1 đứng trước tất cả những con số 0 đó. Amen. Yeah, amen. 3 số 0 thì chúng ta sẽ có 1.000, 6 số 0 thì chúng ta sẽ có 1 triệu, mà 9 số 0 chúng ta có 1 tỷ. Mà nó mà lấy như số 0 thì Chúa chính số 1, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên tỷ phú, trở nên những con người giàu có để sống cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, bây giờ đang cầu xin Chúa giúp đỡ để phải nói rằng sống với người dân tộc về cái sự thờ phượng nó rất là nhiều. Và Đạm cũng xin phòng dung cầu nguyện để Đạm có dịp quay lại Arizona. Amen. Và sẽ nói hết tất cả những gì và làm chứng tất cả những gì mà trong cái cuộc đời của những người dân tộc thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa, và nó đem đến cái sự giải cứu, nó đem đến sự giúp đỡ cho Đạm mà trong suốt gần 40 năm qua, đặc biệt là những cái biến cố gần đây nhất, để có thể tiếp tục bình an vững vàng sống cho Đức Chúa Trời, sống cho lời của Đức Chúa Trời. Cái ước mong xin nào thánh cầu nguyện không quên về Việt Nam, nhưng mà qua cái tinh thần của gia đình Arizona, đặc biệt là vườn nho, là mong rằng mình sẽ có dịp và có thể giúp đứng giúp đỡ cho một sư đông ở trong cái việc dạy đạo thánh biến cầu nguyện cầu thang bất cứ anything, để có thể làm những cái gì mà tự nhiên khi tiếp xúc với một số hội thánh thì tự nhiên làm có một cái cảm nhận rằng lời tiên tri mà Chúa dành cho mục sư đông ở trong ngày đầu năm, Chúa sẽ bắt đầu làm cho sa mạc trổ hoa như bông hường. Amen. Là Chúa xăm mà con không có thể nhớ hết từng hoàn cảnh của các chị em chúng con ở đây, nhưng mà con tin rằng Chúa đang thấy họ từ sâu thẳm trái tim của Ngài. Con tin rằng là những gì mà Chúa cho phép đi ngang qua cuộc đời của họ sẽ là một cái kinh nghiệm để càng yêu Chúa nhiều hơn. Tất cả những gì mà ma quỷ nó cướp phá đó, để họ có thể nói với Chúa rằng trước chúng con từng có thần khác, nhưng mà bây giờ chúng con chỉ có một mình Ngài và duy nhất là Ngài để chúng con thờ phượng và hầu việc. Trong danh Chúa Jesus, chúng con cầu xin Ngài chúc phước đặc biệt để trên cuộc đời của chị Kim Huệ, trên đời sống của Hình Hoa, trên đời sống của Tiết Hương, trên đời sống của Mai Trần, trên đời sống của chị Phương, trên đời sống của
chị Mai Trinh, trong danh Chúa Xích chúng con nói với Chúa rằng chúng con có thể thiếu sót, nhưng mà Đức Chúa Trời là chi tiết trên cuộc đời của chúng con. Và con cầu xin Ngài thấy được bề ngoài luôn cả bề trong. Con cầu xin Ngài làm theo lời cầu nguyện của mục sư Đông, mà con được cảm động đó là xin Chúa cho chúng con thành thật để ngợi khen Ngài. Từ trong cuộc đời của chúng con luôn luôn sẵn sàng để ngợi khen Ngài. Và quyền năng cái sự ngợi khen đó là để chúng con gần đến Ngài và khiến cho chúng con trở nên một cái bài ca ở giữa thế giới lầm bầm rách nát này. Chúng con cảm ơn Ngài. Nhưng nhân chứng sáng là chúng con có một cái quyết định. Chúng con ngồi lại với những con số, những gì mà ma quỷ nó lấy của chúng con, nó để lại cho chúng con một cách tan vỡ, sỉ nhục, mất mát. Những con số không, nó to tướng ở trong cuộc đời chúng con. Chúng con công bố rằng Chúa sẽ là số 1 đứng trước cuộc đời của chúng con. Amen. Chúa sẽ là bắt Satan nó phải thờ lại gấp mấy lần những gì mà nó lấy từ nơi chúng con. Ngài phục hồi cho chúng con như Ngài đã phục hồi cho cuộc đời của Gióp. Con công bố rằng tất cả những gì mà nó đi ngang qua cuộc đời chúng con trong cái hoàn cảnh được gọi là khốn nạn, thì chúng con sẽ nói như hô lên rằng chúng tôi tạ ơn Chúa Trời vì Ngài yên ủi tôi trong những cơn khốn nạn, để nhớ cái sự yên ủi đó chúng tôi sẽ gặp được những cái cuộc đời khốn nạn mà chúng con sẽ đem họ đến gần Chúa, yêu Chúa, sai Chúa, mê Chúa, đeo bám Chúa, gắn bó với Chúa, và cuộc đời của họ sẽ là những người trung thành cho đến cuối cùng. Con cảm ơn Ngài. Con xin Ngài chúc phước để tất cả những gì mà Chúa bắt đầu từ trong những cái chỗ cầu nguyện tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa mơ trong cái giọng canh của vườn nho này. Nhưng danh Chúa Xích con công bố là Ngài làm cho nó là 30, 60, 100 cho Đức Chúa Trời. Amen. Nó ra từ trong Arizona, lại Chúa chúng con sẽ bắt đầu từ Jerusalem, Judea, Samaria và cho đến khắp đầu cùng trái đất. Amen. Chúng con công bố rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành để phục hồi lại sự cầu nguyện trên đất này. Chúng con công bố rằng từ cái sự giọng canh này, chúng con cầu nguyện để đem họ những cái cuộc đời mà đi qua những cái trụng khóc lóc đó, y như lời cầu nguyện của Diễm là Chúa sẽ làm cho nơi đó có mạch, mùa xuân sẽ đến trong cái chỗ chết mắt đó. Chúng con cảm ơn Ngài. Là Chúa, nguyện Chúa giấu chúng con từ bây giờ, nguyện Chúa che chúng con trong bóng cánh của Ngài, nguyện xin cho chúng con được dầm thấm ở trong huyết của Ngài, để tất cả những gì mà khen ngợi, tôn cao, biết đến, nhắc lập về những ơn phước, người ta sẽ nói về duy nhất một mình Jesus Christ. Và Amen. Chúng con ao ước rằng Chúa đáng được tôn cao, Chúa đáng được vinh hiển, quyền năng, vinh quý, ôi đời đời là của Chúa Jesus. Chúng con cảm ơn Ngài. Đức Thánh Linh ơi, chúng con khao khát Ngài sáng nay. Nếu Chúa không khiến thì chúng con không thể nào đến gần Ngài. Bây giờ sáng nay chúng con hiệp lại trong giọng canh này, chúng con tuyên bố ở trong lời của Chúa rằng chúng con trao quyền tự do chúng con trong tay của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ơi, xin cảm động, xin dẫn dắt, xin thôi thúc, và chúng con kính mời Ngài dẫn dắt chúng con từ trong cái nhìn, từ trong cái lời nói, từ trong cái quyết định, từ trong tất cả những gì mà chúng con không hề biết trước tương lai, nhưng mà Chúa là đã biết trước. Xin làm cho chúng con khôn ngoan để thấy sự thành công chắc chắn từ nơi Đức Linh cho chúng con. Khi chúng con nhờ cậy vào lời thuộc Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa con công bố Đức Chúa Trời ban hạnh phúc cho hôn nhân của các anh chị em chúng con trong Hội Thánh Vườn Nho, đặc biệt ở trên cuộc đời của ông bà mục sư tại nơi đây, và luôn cả những người mà trong ban chấp hành. Chúng con nói với Chúa rằng chúng con muốn hát những bài hát mới trong hôn nhân của chúng con. Chúng con muốn ca những cái bài ca mà nói rằng Chúa là tình yêu ở giữa chúng con, và xin Chúa tiếp tục kéo chúng con để chúng con chạy theo Ngài. Xin khiến chúng con được hôn bởi nụ hôn của miệng Ngài, để cuộc đời chúng con chỉ có say mê và nói về duy nhất một mình Ngài trong cuộc đời của chúng con. Cầu xin Ngài ban ơn và xuống phước tất cả những cái mơ ước từ của các thành viên trong Hội Thánh Vườn Nho, từ trong giọng canh. Chúng con nói với Chúa rằng xin Chúa là đấng chi tiết, xin Ngài làm cho chúng con được kiên đổ, được bền đổ, kiên định ở trong cái sự cầu nguyện cho đến chừng Ngài xa mưa công bình của Ngài trên chúng con. Amen. Chúng con nhân danh Chúa Xích mà nói với Ngài rằng Chúa là bài ca, là tiếng hát trong suốt năm mới và suốt cái cuộc đời còn lại của chúng con. Cầu xin Ngài làm đã dẫn cho Israel từ trong 400 năm đầm nô lệ đi ra khỏi Ai Cập với tất cả những phước hạnh, thì chúng con công bố rằng bắt đầu chính thức khi cửa mở ra trong 2023 và đến cuối cuộc đời chúng con là những người bước vào chính thức được đất hứa là Jesus Christ. Chúng con trở nên những người thành công, chúng con trở nên những người khôn ngoan, chúng con được Đức Chúa Trời bắt ban cho chúng con sức mạnh. Xin Đức Chúa Trời phục hồi tình yêu ban đầu cho chúng con. Xin Đức Chúa Trời đập bể tấm lòng cứng cỏi chai lá mà nó còn là cái gốc khuất ở trong cuộc đời chúng con, có khi chúng con không hề thấy, không hề biết. Xin Ngài làm cho chúng con thấy rằng Chúa can thiệp để chúng con chỉ có Ngài là vua trên cuộc đời của chúng con, chỉ có Ngài là tình yêu, là nguồn sống động. Và đặc biệt, Ngài là không những là cái người bạn thân, mà Ngài là người cha, người chồng, Ngài là người bạn tri kỷ của cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Đức Chúa Trời chúc phước, được con công bố rằng Ngài mở ra cho chúng con những cánh cửa tài chánh trên các anh em, chị em chúng con tại vườn nho này. Chúng con công bố rằng xin Đức Chúa Trời làm cho để trong ngày sắp tới,
tất cả những gì mà Đức Chúa Trời muốn bắt đầu với công việc truyền giáo, bắt đầu với tất cả những cái gì mà xây dựng hội thánh tại Arizona này, xin Đức Chúa Trời bắt đầu. Và chúng con công bố rằng chúng con chính thức sẵn sàng để từ Arizona này Ngài sai giáo sĩ đi khắp nơi trên các nước. Chúng con công bố rằng Đức Chúa Trời làm chúng con đi tới đâu, Ngài mở những cánh cửa giảng đạo từ đó, Ngài thành lập hội thánh của Ngài. Và chúng con công bố và tin cậy rằng Chúa làm cho vườn nho sẽ có thêm những cái vọng canh, sẽ có thêm những cái hội thánh vườn nho khắp trên trái đất này, bởi lời cầu nguyện, bởi đức tin, bởi mà chúng con tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cầu xin Ngài tiếp tục làm cho chúng con mạnh mẽ ở trong điều mà Đức Chúa Trời hứa. Xin tỏ một dấu Ngài ở cùng chúng con, hầu cho những kẻ ghét chúng con nhìn dấu ấy mà hổ thẹn. Và Đức Chúa Trời xin cho chúng con có một cái tánh thành đẹp lòng Chúa, có một cái tánh thành giống như Jesus Christ, để qua cuộc đời chúng con nhiều kẻ thù nghịch dấp phạm, nhiều cái lầm lỗi của chúng con được xóa sạch và họ trở nên bạn hữu chúng con. Amen. Chúng con không có muốn ngồi lại đây nói chuyện đời, không muốn ngồi lại đây nói chuyện về quá khứ, không ta thương đau, không muốn nói những cái chuyện mà dẫn dắt rồi thì thời sự, nhưng mà chúng con nói rằng Jesus Christ là vua chúng con, Đức Thánh Linh là người bạn lớn của chúng con, Đức Chúa Trời là cha vĩ đại của chúng con. Xin kết nối chúng con, xin cho chúng con gặp người đáng gặp, nói lời đáng nói vào Đức Chúa Trời. Chúng con muốn bắt gặp 7.000 người mà Đức Chúa Trời đẩy dành trong đất này, không bao hình tượng, không hôn lại tất cả những cái hình tượng. Và chúng con nói chúng con ao ước và khao khát rằng sẽ có một ngày ở trên núi Carmel, bắt đầu từ hội thánh Arizona, Chúa sẽ làm cho tất cả thần ngoại bang, tất cả những cái linh ác, tất cả những cái tâm tánh xác thịt, tất cả những cái gì mà của nhân linh, Đức Chúa Trời sẽ quý diệt nó và Đức Chúa Trời phục hồi để khiến nhân sự Chúa quay trở lại và nói rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Đức Chúa Trời hành động, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn, cầu xin Đức Chúa Trời nhắc nhở, cũng cầu xin Ngài ban ơn cho cái người bạn và cái người mà cưu mang con trong những ngày đau buồn nhất là vợ chồng của mục sư Lê Vy. Con xin Ngài chúc phước, Ngài làm ơn, Ngài hướng dẫn, Ngài điều chỉnh, Ngài làm theo cái cách của Ngài để trong ngày sắp tới những cái gì mà đã mất, Ngài phục hồi lại. Những cái gì mà nó làm một cái sự khao khát, xin làm bùng cháy lên. Và tất cả những cái gì mà làm một cái sức mạnh để làm một cánh tay nối dài, là một cái cưa cẩu, là một cái cơ, một cái phương tiện để kết nối, con cầu xin Ngài sức dầu và ban hôi phục hồi trên đời sống một sự lê vi. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tin cậy Chúa, chúng con trông đợi Chúa. Và hỡi Đức Chúa Trời, một lần nữa xin đặt chúng con sự khiêm nhường đủ, cứ ôm một cái sự khiêm nhường đúng, để trong ngày sắp tới chúng con sẽ không khó chịu với bất cứ những cái dị ứng nào của những người xung quanh, nhưng mà tình yêu của Ngài sẽ thuyết phục để chúng con có thêm những người cầu nguyện, sẽ có thêm những người khao khát đầy dậy Đức Thánh Linh, có thêm những phòng cầu nguyện. Và chúng con kết nói rằng tại nơi đất này Đức Chúa Trời sẽ làm cho một điều Ngài hứa rằng trong những ngày sau rốt này, người ta sẽ nắm áo chúng con và nói rằng hãy chỉ Đức Chúa Trời cho chúng con. Amen. Xin làm điều đó giúp cho chúng con. Chúng con trông đợi Ngài, chúng con ngửa trong Ngài. Đây Ngài thách thức chúng con, hãy đến với Ngài, hãy trình bày với Ngài những việc khó và lớn, hãy cầu nguyện. Chúa sẽ làm những điều mà vượt quá những điều cầu xin của chúng con. Hỡi Đức Chúa Trời từ ái, chúng con biết ơn Ngài, chúng con biết ơn Ngài, xin tiếp tục giữ chúng con, giấu chúng con, che phủ chúng con, tận dụng, trưng dụng, sử dụng và đại dụng chúng con trong năm mới và suốt cuộc đời còn lại của chúng con. Xin Ngài chuẩn bị cho một thế hệ nói tiếp từ con, từ cháu của chúng con. Đức Chúa Trời ơi, chúng con ao ước rằng Ngài xóa đi những cái gì mà thương đau mà nó thấy từ nơi chúng con, những cái gì thất bại từ trong chúng con, những gì mà khiến cho nó khó hiểu về Đức Chúa Trời. Nhưng danh Chúa chúng con cắt nó ra khỏi hậu từ của chúng con, cắt ra khỏi tất cả các thế hệ tương lai của chúng con. Và trong ngày sắp tới nó chỉ thấy rằng Chúa đấng phục hồi chúng con, Chúa đấng chữa lành chúng con, Chúa đấng đầy dẫy trong chúng con, Chúa là đấng làm cho chúng con trở nên giống như Chúa Jesus Christ. Và con ao ước và khao khát rằng trong ngày sắp tới thế hệ con cháu chúng con sẽ là những người mà đi ra để dựng lại Jerusalem, khiến cho những nơi hoang vu đông dân cư và làm cho những nơi mà nó trở nên tàn rồi đó có ánh sáng của Đức Chúa Trời, có sự sống và hội thánh Đức Chúa Trời bắt đầu mọc lên. Chúng con cảm ơn Ngài. Không có việc gì khó mà Đức Chúa Trời không thể làm, chúng con tin điều đó và chúng con nói với Chúa rằng chúng con tin, rồi bây giờ chúng con tiếp nhận và công bố rằng nó là của chúng con trong những lời hứa lớn lao quý báu, trong những kết ước mà sắp đặt chúng con có. Chúng con vui mừng khoái lạc, hỡi Đức Chúa Trời xin giúp đỡ để chúng con giữ điều này, và không những cho chúng con mà cho những người xung quanh chúng con, cho những người thân yêu chúng con, cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài. Con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người thả lòng đúng không ạ? Amen. Cảm ơn Chúa.